chết, hôm nay đã bao nhiêu tháng 11 âm? Tháng 11 âm cơ mà. Ôi dồi. Học. Đã tháng 11 rồi, chịu. Sắp hết tháng 11 rồi, chuẩn bị nghỉ Tết rồi. Hello, hello, hello mọi người. Các chị em ơi, ghé đi, ghé like nào để em lên nào các chị. Nay mệt quá rồi. Cố tí nha các bác. Cố tí. Tối là em lên Ba Vì. Tối nếu như mà lên mà khỏe khỏe thì like được cho các chị em mình mỹ phẩm. Còn không thì hẹn các chị em mình mai. Nói chung là chưa biết thế nào chứ tầm này em về sức khỏe nó yếu lắm các bác. Đêm qua đã thế, nằm mơ ngủ còn khóc. Khóc sưng mắt lên mà. Không hiểu mơ cái gì mà mơ khóc sưng hết cả mắt luôn này. Mơ ngủ mà khóc sưng hết cả mắt. Xong rồi là em mơ ngủ là... Ôi cho chị chết rồi, cái gì son dính à, răng, răng dính son hết rồi. Mơ ngủ khóc. Nhớ mang máng là mơ là đang chiết lọ nước hoa. Xong bị rơi vỡ. Vỡ mất cái lọ nước hoa gần 7 củ. Thế là thôi rồi cứ khóc tu 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 thôi. Sợ thật. Ám ảnh các chị ạ. Mọi người ghé like, chia sẻ live stream nha. Chị nào nhận đồ bé nhà Giang, con gái em mê tít, đúng gu của nàng ấy. Mà mẹ hết tiền cơ chứ, ui bác Huế thao. Rồi hôm nay em dọn nốt đi các chị. Em quá là mệt mỏi về đồ bé, rồi nhắc đến đồ bé mà em thấy ớn luôn. Nhắc đến đồ bé mà em thấy ớn luôn rồi các chị. Chán. Một năm kinh tế buồn. Có khi năm nay không phá lẻ ra bán lẻ đồ bé thì có khi lại còn có đồng lời. Nhưng vì năm nay phá lẻ ra bán đồ bé đến giờ này vỡ nợ. Giải cứu nốt. Hôm qua vừa mới thống kê, em còn tầm khoảng 450 đến 500 triệu tiền đồ bé. Có chị nào ôm cả không? Đến đây em sâu luôn cả toa hàng vào, giá vào luôn. Vào luôn xem cả giá em vào từ ngày bao nhiêu này. Giá nhập vào bao nhiêu này em cho nửa giá luôn. Ai đến ôm ôm. Không tiếc luôn nha các chị. Mọi người ghé like, mọi người nhấn chia sẻ lên cho em nha. Làm con đề 70 thôi bác Trần Nhài ơi. Làm con xong rồi lại nốt luôn, bay luôn cả tiền lô tiền đề nữa thì em vỡ nợ à? Hả? Chị muốn em vỡ nợ à? Chết thôi. Năm nay em đói lắm. Em khóc sưng mắt luôn mà. Xong rồi chồng em bảo, đến lúc chồng em đi hôm qua, ông ấy đi chơi mà, ông ấy xem bóng đá bóng đủ. Lúc lên vẫn còn đang thấy em khóc ướt má luôn. Xong rồi chồng em sợ mà, chồng em hỏi, chíp, làm sao? Xong rồi em giật mình, em bảo mơ ngủ. Mơ ngủ đang chiết lọ nước hoa, làm rơi vỡ lọ nước hoa 7 củ. Thế là thôi rồi. Nước mắt giàn giụa khóc, khóc nấc lên luôn các chị ạ. Thì các chị bảo cái trò đời đang chiết mà nó rơi vỡ. Nó cũng giống như cái cốc nước mà đổ xuống rồi thì làm sao mà gạt lên được. Đúng à, nó có vẻ như cái bát gạo, bát muối mà có đổ xuống sàn thì thôi cứ vớt lên bẩn cũng đủ dùng được. Nhưng riêng nước hoa nó đã vỡ, nó đổ xuống. Hay như cái bát nước hắt đi thì làm sao mà lấy lại được đâu. Đúng ạ, à, như cái bát nước hắt đi thì không tài nào mà lấy lại được. Thế nên em khóc mà. Em khóc như kiểu là mưa luôn. Cái đấy là cái lúc chị bảo đúng không? Ô, giờ chúng mày lại quên, chúng mày không tìm nó ra luôn à? Đây, đưa đây. Đây, đây, đây. Đấy. Ôi mọi người vào mọi người chấm. Tối làm con đề 70 xong Giang lại tiếp thôi bác ơi. Không có đâu bác ạ. Khăn choàng đẹp quá. Eo ơi khăn đẹp lắm. Xinh ạ. Trời ơi con đi đâu con toàn choàng à ha. Con để lại đến tận 5 cái khăn liền. 5 cái với một cái ở trên Ba Vì nữa là 6 cái luôn. Tại vì con thích lắm, con hay mặc váy với cả con hay cả mặc cả váy body với cả mặc cả váy váy dây á. Con hay mặc váy dây nên con hay choàng khăn với cả con hay mặc zoom đến đây này. Hay mặc zoom quây nên là choàng khăn nó rất là đẹp. Với cả là nhiều khi mặc áo cổ tim, cổ tiếc các thứ gì đi đường nó lạnh ấy. Đơn giản nhất là đi đường lạnh là con cứ như này này bà xinh này. Đấy, đơn giản nhất là đi đường lạnh là con cứ như thế này. Thế, nên là thành ra là con để lại tận 6 cái khăn vì cổ họng con nó kém. Lai nhiều cái cổ họng nó kém lắm. Lai nhiều cổ họng nó kém, nó cứ lạnh một cái là bắt đầu nó ho, nó hắng với cả là nó đau ấy. Miền hôm nay bắt đầu sưng trận này.
Tuyền hỏi còn lén ướt không chị, giờ này còn một cái nịt. Khổ thân chị Huyền. Hết cữ rồi à? Bà thôi đợi vài chuyến nữa. Bắt đầu xung trận rồi hả? Thôi mọi người ghé like chia sẻ đi nha các chị. Chứ không phải là em có chuyện gì em khóc sưng mắt đâu. Mơ ngủ chiếc nước hoa làm rơi vỡ chai nước hoa 7 triệu. Khóc khóc sưng hết cả mắt luôn. Tự nhiên có thể hôm mơ ngủ ông ngoại xong cứ khóc. Khóc xong này, mai dậy thấy mắt híp kìa. Con thế, xong đến lúc nhà con đi chơi đi xem bóng về. Đi xem bóng về xong mới bảo chứ chíp, làm sao mà khóc, cái lúc đấy vẫn còn đang khóc nấc lên mà. Ui khóc như kiểu có chuyện gì luôn ấy, kiểu tự nhiên nó mất 7 triệu trong gang tấc ấy. Thế là cứ khóc thôi. Chịu. À, vitamin ngon như kẹo chip chip. Ôi đừng, 2 viên thôi, đừng cho đòi ăn 5 viên nhé bác nhé. Chỉ cho ăn 2 viên thôi bác ạ. À, em cảm ơn chị đặt bàn nhá. Ui lên khăn choàng, em còn chẳng biết còn không ấy chứ em, khăn choàng này còn không? Màu xem còn, màu này còn bao cái? Còn đấy, thế thì lát em lên cho. Tại vì em để lại nhiều khăn choàng, em còn chả để ý bên kho còn ấy hết cơ. Ô em đang mặc váy mà. Con váy này là giống con váy em mặc đi nhận xe năm 2020 đấy. Đi nhận hẳn con xe gần 3 tỏi. Mặc con váy này luôn. Thôi mọi người vào, mọi người nhấn chia sẻ lên đi, chấm lên đi để em bắt đầu em lên tặng nhá. Này các chị em mình giải cứu hộ em đồ bé đi. Có ai ôm không? Giải cứu hộ em đồ bé cái, trẻ em vỡ nợ rồi. Sợ quá. Khăn này thấy người ta mặc với váy viết các thứ ấy, xong người ta lại còn đeo cái đai vào chỗ này này. Nhìn nó như một cái lớp áo nữa luôn ấy. Xinh cực. Ôi mọi người vào, mọi người chia sẻ nào. Nào bắt đầu tặng lên 400, bắt đầu bắn tặng nha các chị nhá. Khăn choàng đẹp quá đẹp nhở. Khăn này 480.000 các chị em mình còn chưa mua được luôn ấy. Mà em xả rẻ bèo à. Chị nào thích không? Chị nào thích kẹo thì phải đợi em. Vitamin kích thích ăn ngon thì các chị phải đợi em tối nay hoặc là trưa ngày mai đâu đưa chị khăn này luôn. Phu nộp nhá, em tặng luôn 148 miễn ship. Chị nào mà mình thích là các chị em mình cứ tới bến đó. Của em là phu nộp cho các chị em mình luôn cơ, hàng 480 mà. Đấy, chị nào thích cái khăn này màu này, kể cả gái trai nhá. Kể cả gái trai luôn, màu này màu kem. Kem sữa đẹp cực luôn, chị nào mình thích mình lên là K148. Em tặng luôn 148.000 nhưng mà được cái miễn ship luôn. Nên là em đã lỗ lòi pha hết rồi, cái gì em? Phải bảo chứ. Thế là không đọc comment à? Sáng nay chị đã nhắc một lần rồi. Cái này các chị lên cho em là K148 nhá, nhớ nhập đếm luôn. K148 em cho bác Nhung Dương một cái, cho bác Kim Tuyến một cái, bác Nguyễn Lan một cái. Nguyễn Lan đuôi 539. Chị nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nhá. Chị Kim Tuyến có rồi ạ. Em tặng nốt 148.000 miễn ship, em nói luôn. Giá nhập vào không có giá này luôn. Ok, cho chị Nữ Hoàng một cái. Chị Nữ Hoàng một, cho chị Lan Anh một cái. Đúng rồi, em bán là 288, 298. Đấy, nhưng các chị mua là 480, 490. Nhưng giờ em cho nốt 148.000 miễn ship nốt luôn. Cho chị Kim Long một cái. Kim Long có luôn một cái, nhớ nhìn nha em. Đấy, màu kem cho chị. Chị nào chưa được thì các chị em mình thích chốt thì mình chốt. Tranh thủ em lên cho các bác mình luôn vì nó còn có mấy cái. Chán đấy, cái này là tại vì em định bán là để cho các chị em mình đi tặng, đi làm quà ngày 20 tháng 11 ấy. Nhưng mà cái tháng đấy em bận suốt. Em bận suốt, em không có thời gian ấy. Nên là thành ra là lên đồ đi chị yêu. Thế đang không lên đồ thì lên đang ăn đồ đây à mình. K148 vào đấy cho em luôn nhá. Đấy, chị nào mà mình chưa lên được các chị lên luôn cho em luôn này. Đâu em lên luôn cái khăn choàng chị ạ. Còn mấy cái các chị hỏi em tặng nốt luôn 148.000 miễn ship đấy. Bác nào lấy các bác lên. Bật cho chị cái này quay vào trong nhá. Rồi nào bắt đầu chuẩn bị ôm cho chị đồ bé đi để chị xả luôn đồ bé đâu. À, áo chốt đơn tối qua không thấy gọi chị ơi. Em nhắc rồi, em nhắc đến tỷ lần rồi. Sao chị vẫn vào để chị bảo em là không thấy gọi. Nhà em không có gọi điện chốt đơn à. Có hiểu từ nhắn tin là như nào không? Thế người ta mới bảo có đơn chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Giang Doãn bán hàng 8 năm nay không có gọi điện chốt đơn đâu. K148 cho chị Bùi Thị Hường một cái. Cho chị Kim Duyên một cái. Áo đỏ sau đi, em đến em lên hộ chị cái áo đỏ sau cái Giang Nguyễn à. Giang Nguyễn à, đến lên hộ cái áo đỏ phía sau cái. Đọc kỹ tút nhá. Duyên đâu mà lại duyên thế. Trong cái đấy còn áo đỏ sau đi. Hãy nói bốn cái từ cộc lốc. Lướt. Không biết nói có chủ ngữ vị ngữ à. Nào phân luôn cho chị cái bộ xanh đấy để chị lên luôn.
Đấy, còn những chị nào chưa được khăn choàng các chị lên nốt cho hết nhá. Tặng nốt 148.000 miễn ship với các chị, rồi em lên tí đồ bé này. Đồ bé hôm nay giải phóng kho nốt luôn nha mọi người. Các chị vào các chị nhắn chia sẻ đi. Giá là giá tặng cho các chị em mình luôn rồi. Đúng rồi chị nhở. Người ta đang lên ví dụ như mà bảo ừ hay là lên mã rồi. Ông nói đã đành vào comment cái câu mẹ vô duyên. Rồi em lên nốt cho các chị em mình luôn nhá. Cái này thì các chị em mình biết đúng không? Em bán cho các chị em mình thì nó cũng chả đắt đỏ gì đâu. Những cái số nhỏ em có bán tặng cho các chị, bán cho các chị em mình 69.000. Số nhớ em bán cho các chị em mình 79.000. Số to em bán cho các chị em mình 89.000. Đấy, chuẩn chỉ luôn, các chị nhìn form quần, form kiếp là biết. Nhưng nay số nhỏ đây em bán tặng luôn 39.000 đồng một bộ. Lên luôn cho em là B39 luôn các chị em mình, kèm với cân nặng 7 cân đến 14 cân cho các bạn ấy mặc ok cho em luôn nhá. 7 cân đến 14 cân nặng mặc ok cho em luôn này. Chị nào mà mình vào cái các chị em mình nhấn một lượt chia sẻ lên nhá. Nhấn một lượt chia sẻ lên xong các chị mới lên comment này. 39.000. Lựa chọn cho con thì các chị em mình từ 7 cân đến 14 cân. Bác nào chưa chốt được các bác mình lên comment ở đấy cho em. Không sợ sánh giá. Em nói luôn 39.000 các chị chưa mua được con quần này đâu. Nguyên con quần chuẩn loại 1 như này em bán là 45.000, những chỗ khác bán 50.000 một quần luôn. Đấy, nhưng đây em bán cho các chị cả bộ này 39.000, cứ từ 7 cân đến 14 cân nhá. Cho các bạn đi chốt nhanh luôn, eo đẹp lắm. Trời ơi, hàng mát hông mát sườn luôn các chị. Có đẹp kinh khủng luôn. B39 không các chị, kèm với cả cân nặng. Rồi B39 này, 9 cân cho Dũng Nguyễn, 14 cân cho Minh Huyền. Lên rõ là B39 không các chị em mình mới kèm cân nặng. Từ 7 cân đến 14 cân cho em luôn nha các chị nhá. 39 K148 thêm cho chị hai cái nữa. Ok bác Nhung Dương. Thêm hai cái mã K148 nha, nhớ nhìn ở bên trong không các bạn. B491 G buộc luôn cho chị Liên Ngọc. 10 cân cho chị Su Su. Đừng comment bé trai bé gái. Em lên luôn bộ này, nhìn được thì chốt, không được thì thôi nhá. 14 cân cho chị Trần Quyên. Em lên như này nhìn được thì chốt, mình cảm thấy ưng thì mình chốt. Chứ đừng vào comment cái gì trai trai gái gái đấy. Em đang lên bộ này luôn nhá. B39 9 cân em cho chị Nguyễn Hồng Minh. Lên rõ vào đấy cho em là B39 kèm cân nặng nhá. Đừng có vào phẩy phẩy cái gì nhá các chị em nói luôn. Làm tròn đi kiếp, 5 lạng là cái gì mà không làm tròn đi, vào comment 12,5 cân không chốt đâu. Hai bộ 14 cân cho chị Hương Tỉnh. 13 cân cho Thị Màu. Bác Liên Ngọc là có một di luôn rồi bác ơi. 7 cân cho chị Nắng Ban Mai. 8 cân cho chị Quỳnh My. Lên vào đấy cho em nhá. 12 cân cho chị Bảo Trang. 14 cân cho chị Hiếu Đức. Em tặng luôn có 39.000 cả bộ mình ơi. Em nói thật luôn là đồ bé này các chị đừng suy nghĩ, các chị vào các chị lên comment. Lên nhiệt tình vào đấy cho em luôn. Chả biết được em còn tầm khoảng độ 450 đến 500 triệu thì chả biết nay có xả được hết không. Quay chị gì ra đây em ơi. 12 cân cho chị Mai Lan Đinh. 10 cân cho Lê Hải Yến Yến. Ok chị Nụ Hoàng chuyển khoản. Chị nào chưa được các chị lên. 13 cân cho Trương Hải Lâm. Lên vào đấy cho em là B39 nhá. Kèm với cả cân nặng luôn cho em các chị ơi. Hôm trước nhận được bộ này rồi đẹp lắm luôn. Em cảm ơn chị Lý Trương ạ. 10 cân cho chị Ngọc Phạm. 10 cân cho Ngọc Phạm. 12 cân em cho chị Thảo Hoàng. Các chị chốt nhanh nha. Từ 7 cân đến 14 cân à. Em tặng có 39.000 một bộ thôi. Mà của em chuẩn bộ hàng loại 1. Chị nào mà tinh ý mình nhìn cái gấu quần và gấu áo này, tức là cái gấu của tay áo và gấu tay gấu quần là biết ngay. 13 cân cho chị Thơi Bùi Thị. Lên giúp em là B39. Xong các chị em mình kèm 12 cân em cho chị Vân Nguyễn. Ok chị Vân Nguyễn có luôn này. Lên rõ cho em là B39 kèm cân nặng. Ai lên comment chuẩn mã em đọc. Còn ai comment những cái gì ngoài lề em không có đọc được đâu, em nói luôn nhá. Em lên cái gì các chị comment chuẩn. Còn ví dụ những câu hỏi này hoặc là những cái comment ngoài lề em không đọc đâu. 14 cân em cho chị Hạnh Lê. Chị nào chưa được lên là B39 kèm cân nặng. Rồi ôi khăn em choàng là tặng 148.000 miễn ship. U nộp. Khăn lên là K148 148.000 miễn ship nha. 470, 480.000 tặng có 148 miễn ship nốt luôn rồi. Vỡ lợ rồi. 14 cân cho chị Hoa Ma. 7 cân cho Nguyễn Ngọc Hoa. Ok chị Nguyễn Ngọc Hoa, có chị nào chưa được đúng không ạ? Lên comment vào đấy cho em luôn là B39 đúng không? Các chị kèm với cả cân nặng 39.000 đồng một bộ luôn ạ. Đấy, chị nào chưa chốt được lên luôn là B39 kèm cân nặng. Được chưa? Giá rổ này có cần nghĩ gì nữa không? Khổ em chịu, em chả nhập vào được giá này đâu. 14 cân Bích Lê đuôi 01013. Đừng comment số điện thoại trên này nhá. Nhắn đầy đủ địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Em chịu, em không nhập vào được giá này đâu. Đây em tặng nốt thôi. Không có thời gian để bán đồ bé nữa. Nào tiếp cho chị luôn này. Cho chị luôn thêm một di nữa cho chị Liên Ngọc. Ok bác Liên Ngọc thêm một di nữa luôn này. Quá chán luôn này.
các chị mua 69.000. Về các chị còn khen nức mũi luôn. K148 cho chị Thúy Lưu. Khăn này, K148 chị Thúy Lưu này. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên này. Màu hồng kia số to đúng không? Cho luôn chị bộ đấy luôn đi. Em nói thật luôn là em chả tiếc cái gì được đâu, em bán tặng hết đây. Bộ này kể cả lúc em bán cho các chị em mình 89.000 với 95.000 các chị em mình chốt đầy. Có cái giờ đây cho đi nốt luôn này. Thoải mái, B39 chị thích lấy bao nhiêu bộ chị lấy mà. B39 chị thích lấy bao nhiêu bộ chị lấy, em tặng nốt cho nhanh hết luôn rồi. Ui xinh thế. Bộ này thì còn ít lắm. Cái này còn ít lắm, 15 cân đến 23 cân ạ. 15 cân đến 23 cân. Lên luôn vào đây cho em là B55 xong các chị kèm với cả cân nặng luôn. Rẻ hơn giá cũ mấy chục nghìn. K148 cho chị Hoàng Mạnh Khiêm, khăn chị đang choàng đấy. Ok bác Hoàng Mạnh Khiêm. Cái này lên là B55 kèm cân nặng đi. Từ 15 cân đến 23 cân ạ. 55.000 một bộ luôn. À thấy cái hình này nó bảo bà lấy cho con bộ nữa đi xong rồi. Nửa con có 3 với 5 bộ rồi không lấy nữa, mẹ lăng bánh hết. Nó bảo mẹ đánh à. Bom đấy. Bom á. Bom cứ đòi lấy thôi. Bom thích mặc bộ này lắm các chị ơi. Tắm cho xong cứ tự chọn những cái bộ này mặc thôi. Đấy, hôm nay bà bị bà mặc cho con bộ này. Bảo lấy cho bác Phương cho. Thích cái bộ đấy, bộ đấy mặc rõ đẹp nhưng cũng không mặc. Không mặc. Cứ thích mặc bộ này thôi. Nó ấm, nó dễ mặc các chị ạ. B55 một di cho chị Liên Ngọc. Hết luôn số to nhất. Đấy, không còn số to nhất nữa luôn. À mình ở đây. B55 một di chị Liên Ngọc. 17 cân cho chị Minh Huyền. 17 cân cho chị Bảo Xuyến. 15 cân đến 21, à quên 15 đến 23 cân ạ. 19 cân cho Thu Bùi. 20 cân cho chị Đỗ Minh Ánh. À Minh Ánh Đỗ à. 13 cân cho chị Dương Candy. Ơ B39 13 cân cho Dương Candy. B39 10 cân cho chị Quê Đỗ. 13 cân cho Dương Candy này. B39 10 cân là chị Quê Đỗ. B55 15 cân cho chị Trần Thị Tuyết. 15 và 2 à quên 17 và 23 cân cho Kim Tuyến. 17 cộng 23 cho Kim Tuyến. K148 cho chị Hoa Ma kìa. B55 2 bộ 23 cân cho chị Lan Vũ, chị chuyển khoản. Ok bác. Serum 4 hộp giờ này làm gì có à chị? Chị ơi, chị mà lấy serum thì chị phải đợi em tối nay hoặc là trưa mai em like ở trên Ba Vì. Tại vì serum là mỹ phẩm, em xếp ở trên kho mới. Chứ kho này là quần áo thôi. Nhá, chia tôi vào lấy 4 lọ serum. Làm gì? 16 cân cho chị Hồng Yến Nguyễn. Cái này là 55.000 một bộ cho các con luôn này. B55 K148 cho chị Phó Thủy, khăn chị đang choàng đấy. Ok chị, khăn này còn mấy cái? Khăn này các chị nhớ là 148.000 các chị được miễn ship luôn ạ. Khăn của em khăn lụa hàng đẳng cấp luôn. B55 2 bộ 23 cân cho Khánh Linh. Ok chị Khánh Linh, đây này, hàng của em hàng phụ nộp. Em nói luôn 148.000 em bao các chị cả giá nhập con khăn này luôn. Vì em chẳng có thời gian để mà em lên những cái thứ phụ kiện này nữa đâu. Em tặng luôn có 148.000 là được miễn ship. Chị nào lấy khăn này thì các chị lên là K148. B55 20 cân cho Phạm Niên. 22 cân. Ô B39 lấy đâu ra 22 cân mà bà lên B39 22 cân. B39 chỉ có từ 7 cân đến 14 cân thôi nha. Chứ đừng tự ý comment cái linh tinh, em mới điên lên em sổ cho một chàng. Vào chưa biết thì hỏi trước. K148 cho chị Hoàng Mạnh Khiêm. B55 17 cân cho Linh Luli. Có, tôi có sữa rửa mặt cao cấp, tôi không sữa rửa mặt làm sạch sâu thôi. Rồi còn những chị nào chưa được đây, B39 đây này. B39 là tặng 39.000 từ 17 cân, à quên, từ 7 cân đến 14 cân. Đấy, cái này là B39 kèm cân nặng này. 7 cân đến 14 cân này. Còn em màu hồng này là B55 kèm cân nặng này. 15 cân đến 23 cân này. B39 không có 15 cân nha, nghe cho kỹ vào đấy ạ. K148 cho chị Nga Phương một cái K148. K148 còn bao nhiêu? Ui bọn em phải mở kỹ ra mà nhìn từng hộp đấy. Nhưng mà đến có bao nhiêu cái, hôm trước chị đã xả rồi. Khăn hôm nay xả rẻ quá. Ui dồi ôi chị ơi, 168 đó là bèo quá. B39 8 cân cho chị Nguyễn Lam này. Bộ hồng là B55 tình yêu ơi. B39 còn 14 không gì? B39 14 cân cho Phạm Niên. Rồi bộ hồng là B55 ạ. Bộ hồng là B55 là từ 15 đến 23 cân nhá. Nói từ 15 đến 23 cân. Chị gái nào chưa được B55 thì lên B55 kèm cân nặng. Còn hiện tại B39 còn từ 7 cân đến 12 cân là hết luôn. B39 là màu xanh, còn từ 7 cân đến 12 cân là hết. B39 không còn 14 luôn. B39 lại còn đến 12 cân nữa là hết. Rồi còn chị nào chưa được, shop em chả có cái gì là không có luôn nha bác nhá. Không có cái gì là không có. Em đổ buôn cho cả bốn miền. Thậm chí là còn đổ buôn cho cả khách bán ở bên Nhật, bên Hàn.
nên là em không thiếu một cái gì đâu. Có cái là lên lẻ được cho các chị em mình hay không thôi. Tiếp nào. B5522 cân cho chị Bùi Thị Thường. À Bùi Thị Hường. Ok, chị Bùi Thị Hường là hết luôn cả số to nhất đúng không? B55 còn đấy. B55 15 cân cho chị Phó Thủy. Còn từ 15 đến 21 cân. B39 11 cân cho An Nhiên. Ok chị An Nhiên này. Rồi còn chị nào chưa được á, chị lên comment vào đấy cho em luôn. B39 cho chị 3 bộ, chị chả kèm cân nào. Em không biết 3 bộ bao nhiêu cân đâu. B55 20 cân cho chị Lê Nhàn. Chị có lấy bao nhiêu bộ thì chị cũng phải kèm cân nặng vào đấy cho em ạ. Chứ chị không kèm cân nặng em không nhận đơn được đâu ạ. Tiếp này, cho chị luôn này. B55 20 cân cho chị An Nhiên ạ. B55 19 cân cho chị Xuân Phan ạ. Rồi còn chị nào chưa được hết luôn 19-20. Hiện tại em còn đến 18-19 cân là hết. B55 còn đến 18-19 cân thôi. Rồi tiếp luôn này. Quần lót lông á, quần lót lông này còn không? Em khênh cho chị một bao quần lót lông vào đây. Em nói luôn nhá, các chị em mình phải lưu ý. Quần lót lông vì nó rất là hot nên nó sẽ rất là nhiều loại. Người ta nhập buôn về nhưng người ta trà trộn, người ta làm lại rất nhiều. Còn quần lót lông nhà em cho nhân viên khênh nguyên bao luôn. Chị Nguyễn Lam là có B39 rồi. Nguyễn Lam là có B39 8 cân rồi đấy chị ơi. Khênh luôn nhà em nguyên bao về đến đây em mới cắt cho các chị em mình thêm một bộ B39 10 cân nữa cho chị Lê Hải Yến Yến. Ok chị Lê Hải Yến Yến. Khăn là mã K148. Khăn của em là mã K148. Em tặng 148.000 miễn ship hàng phun hộp đẹp lắm luôn. B39 thêm 2 bộ 7 cân nữa cho chị Nắng Ban Mai kìa. Ok chị Nắng Ban Mai là tổng 3 bộ 7 cân đúng không? Ok chị Nắng Ban Mai này thêm 2 bộ là thành 3 bộ rồi này. 10 cân của B39 cho chị Nguyễn Hương này. Đấy chị nào lấy B39 các chị lên nốt chả còn mấy bộ đây các chị nhìn. Từ từ đã gì từ từ làm cáp tẩy dịch ở đây cho các chị nhìn luôn. Chứ em không có bán vơ vẩn nhá các chị nhá. Chả hàng này hết trên thị trường nhiều người bán lắm. Các chị em mình cẩn thận mua phải hàng loại 2 loại 3. K148 cho chị giọt sữa mai là khăn đây các chị nhìn này. Đấy các chị nhìn đưa được cắt cho con cái đoạn dây này của nó đoạn chốt này. Đây các chị nhìn này. Chuẩn luôn chốt của nó từ bên Tàu tức là hàng Quảng Châu mà. Cái dây của nó kinh khủng luôn. Em cắt nguyên bao nhá, hàng đảm bảo không trộn trà loại 2 loại 3 vào. Cắt như thế nào lên thả cho các chị em mình bán như thế luôn. Em bán tặng 99.000 một con quần lót lông. Đấy các chị nhìn cho em này, bên trong nó còn một lớp áo mưa nữa luôn. Bên trong còn một lớp áo mưa nữa đây các chị nhìn này. Đấy em nói luôn, chứ các chị đừng so sánh với cả hàng loại 2 loại 3 nó tội nghiệp em ra nhá. Vì hàng này các chị mua toàn 160. Khách comment thẳng luôn là toàn bộ mua 160. Nhưng em bán cho các chị em thêm một không có B39 14 cân nữa đâu, chị lấy đâu ra nữa còn đến 12 cân thôi. Đấy để đây cho con nhớ. Đây các chị em mình vào các chị em mình lên comment nhá, cắt luôn. Khăn của em choàng là mã K148 chị ơi, K148. Đưa kéo kéo kéo. Đấy các chị em mình vào nhá, cái này các chị em mình lưu ý cho em luôn này. Váy đang mặc bao nhiêu thì đừng có vào hỏi những cái mã người ta chưa lên. Mới lên có 4 mã hay 3 mã đúng không? Thì mới lên được mấy mã đồ bé rồi lại cứ vào hỏi những cái mã người ta chưa lên. Xong em không trả lời các chị nhìn này. Đẹp kinh khủng. Nói thẳng luôn bất chấp giá khẳng định đây hàng loại 1 nha các chị. Không ai có giá này chuẩn chỉ hàng loại 1 khui bao như này cho các chị em mình được. Nó đẹp lắm luôn các bác ơi. Kéo kéo bỏ cái kia ra cái này. Đây cho các chị em mình nhìn luôn cho em luôn này. Con này bao cho các chị nó đẹp từng cái đường kim mũi chỉ đỉnh lắm các bác ơi nhìn này. Đây nó lót lông luôn nhìn các chị nhìn này. Sướng không? Đã đời không? Mê mẩn cái cuộc đời không? Xuất sắc các chị ơi em nói thật. 40 cân đến 65 cân cho em nhá các chị nhá. 40 đến 65 cân đều mặc cho em ok luôn. Chuẩn chỉ cho các chị em mình hàng lót lông chuẩn. Không phải là hàng lót cái lông mốc mốc bên trong xong loang loang lổ lổ đâu. Đây các chị nhìn cho em luôn này. Cho các chị em mình nhìn luôn cái lông của nó. Nó đẹp như thế này nha cơ bà. Được chưa, đường kim mũi chỉ nó xuất sắc không một sợi chỉ thừa như thế này. Đỉnh lắm luôn, lên luôn là Q99. 40 cân đến 65 cân cho em đang mặc ok. Nó là dáng led ring lót lông nha các chị nhá. Đấy các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Cạp cao, mã cho em luôn là mã Q99. 99.000 đồng cho các chị thùng đâu em ơi, thả bao à? Các chị lên cho em là Q99, 10 cái thả luôn cho chị Liên Ngọc cái hai cục nguyên luôn. Ok chị Liên Ngọc 10 cái. Lên luôn giúp em là Q99. 99.000 đồng một chiếc cho các chị em mình luôn. Các chị kèm theo số lượng nó đẹp kinh khủng. Con này mà các chị mặc với cả len ướt này hay các chị mặc cho em với những cái mã gọi là len len thổ, len thiếc các thứ thì nó siêu đẹp luôn.
lên cho em là Q99. Một cái cho chị Nguyễn Lam, hai cái cho chị Dung Đỗ, một cái cho chị Mít Nguyễn, một cái cho chị Nga Phương. Các chị lên vào đấy cho em luôn là Q99. Hai cái em cho chị Hoàng Mạnh Khuyên, hai cái chị Hoàng Mạnh Khuyên, một cái em cho chị Thảo Hoàng. Thảo Hoàng có luôn một cái. Một cái cho chị Phương Anh Mai, một cái cho chị Nhung Dương, một cái cho chị Minh Đào, hai cái cho chị Nguyễn Thu. Nguyễn Thu có hai cái, một cái cho Đinh Thế, một cái cho chị Mai Thị Hoa. Mai Thị Hoa có hai cái cho chị Nguyễn Thủy. Nguyễn Thủy hai cái, một cái cho Thúy Lưu, một cái cho chị Vi Phương. Vi Phương có luôn, lên hết thì mới thả lên. Lên rõ cho em là Q99. Cho chị Phạm Ánh có luôn một cái. Phạm Ánh có luôn ba cái cho Út Hồng. Út Hồng có luôn ba cái này. Một cái cho chị Thanh Thanh, một cái cho chị Khuyên Trần, một cái cho chị Lại Đào. Hai cái em cho chị Đỗ Quyên, hai cái em cho chị Sang Văn Sang. Sang Văn Sang có hai cái em cho chị Phạm Thị Lý. Phạm Thị Lý có luôn hai cái. Một cái em cho chị Quỳnh Hoa. Lên cho em ạ, cho chị Xuân Phan có một cái rồi. B39 12 cân cộng Q99 hai cái. Ok chị Lan em ạ. Một cái cho chị Ngọc Phạm, hai cái cho chị Trần Anh Đào Trần. Trần Anh Đào Trần có này. Thúy Lưu có rồi, một cái cho chị Thu Hường Phun Xăm. Thu Hường Phun Xăm có luôn một cái. Một cái em cho chị Hà Hùng Lê, cứ 40 đến 65 cân ok ạ. Một cái cho chị Thúy Hương Phan, hai cái em cho chị Hoa Hoài Hương, một cái em cho chị Ngô Giang, một cái cho Nguyễn Ngọc Hoa, một cái em cho chị Phương Thảo ạ. 40 đến 65 cân chuẩn chỉ cho các chị em mình luôn. Eo ơi nó đẹp lắm các bác. Nói chung là xuất sắc cho các chị em mình luôn. Lên comment vào đấy cho em là Q99 nhá. Xong các chị kèm với cả số lượng cho em luôn. Đẹp lắm luôn em nói thật, các chị bảo nó đỉnh cho các chị như thế này, mua về chắc chắn các chị muốn mua thêm. Đẹp lắm luôn cho các bác mình luôn. Ok em cho chị Vân Nguyễn có luôn một cái. Lên gió giúp em là Q99. Em cho chị Bông Lê một cái. Bông Lê có luôn Giang Lai, lúc nào cũng mấy trăm view thế. Ui dồi ôi bác ơi, nó còn đang bị khóa tương tác đấy. Nó có thông báo đâu bác. Với cả like ca trưa thì bao giờ nó cũng ít hơn ca tối. Rồi bộ bé đừng lên là bộ bé 12 cân. Em có mã, chứ em lên đến cả hàng mấy chục mã bộ bé mà chị lên như thế thì biết chị lấy mã bộ bé nào. Q99 ok hai cái cho chị Nguyễn Ngọc Diễm. Chị nào chưa được các chị lên cho em là Q99 nhá. 99.000 đồng một chiếc cho các chị em mình. Cứ 40 cân đến 65 cân các bác ơi, nó đẹp lắm. Đừng so sánh với hàng người ta trộn thêm cả loại 2 vào nhá. Em nói luôn cứ cắt nguyên bao đấy. Cứ cắt nguyên bao đấy cho các chị em mình. Để các chị em mình nhìn luôn, chứ không phải là cắt ra xong rồi lấy thêm cả cái hàng rẻ hơn vài nghìn. Nó có cái loại rẻ hơn vài nghìn nhưng em nói thật luôn thôi. Bán cho các chị em mình cái này về các chị mặc các chị sướng. Các chị lại tìm đến cái đường kim mũi chỉ của nó đẹp. Đúng không ạ? Chất của nó đẹp cho các chị em mình. Tội gì bán cho các chị em mình trộn thêm làm vào làm gì. Ok K148 mà chị Phong Nguyễn khăn này. Q99 hai cái cho chị Khánh Ly Hà Thị. Ok chị Khánh Ly Hà Thị. Q99 và B39 12 cân và 6 cân chị chuyển khoản. Ok chị Hồng Hạnh. B39 một bộ có 6 cân, một bộ 12 cân cho chị Hồng Hạnh. Rồi, còn chị nào chưa được Q99 hai cái chị Nguyễn Thùy à. Ok chị Nguyễn Thùy. Chị gái nào mình chưa được mình lên rõ giúp em là Q99 nhá. 99.000 đồng một cái cho các bác mình luôn. Nói thật là các chị nên mua. Thêm một cái Q99 cho chị Thúy Hương Phan. Vì nó lạnh các chị bảo lót lông các chị không mua, các chị mặc cái gì đúng không ạ? Kể cái này nó không phải như quần tất, để mà các chị mặc xong các chị phải mặc quần khác ra ngoài hay như nào. Cái này các chị mặc không nó cũng đẹp luôn. Được chưa, chị nào mình cảm giác mông mình lép hay là mình không tự tin thì mình mặc thêm những cái con áo. Ví dụ như mà con áo, con hoodie mà em hay bán ấy. Đúng không ạ, làm thêm đôi giày thể thao hoặc cái con áo len kẻ nâu em bán ấy. Hoặc con len ướt nó đẹp kinh khủng luôn. Rồi Q99 này, một cái em cho chị Vũ Thủy này. Q99 là quần lót lông chị Thúy Hương Phan em thêm rồi. Chị nào chưa được các chị lên cho em là Q99. Nghìn cái vạn cái nó như nhau cả luôn. Các chị đẹp lắm luôn. Trời ơi co giãn thoải mái. Q99 chị chuyển khoản. Ok chị Nguyễn Doan này. Nhiều chị bảo ô Giang ơi tại sao chị 40 cân mặc được mà những người 65 cân cũng mặc được. Các chị nhìn cái độ co giãn này. Đây nhá. Chân chị nào 38, 39, 40 gì đó. Nhưng chân chị nào 60 cân, 60, 65 cân chân làm sao to được đến như thế này đúng không ạ. Đấy như nó co giãn sướng lắm các chị ơi. Lót lông nó đẹp kinh khủng luôn các chị. Rồi Q99 em cho chị Dũng Nguyễn một cái này. Chị nào chưa được không ạ? Q99 cho Khánh Linh hai cái này. Q99 cho chị Hương Tỉnh một cái này. Hương Tỉnh có luôn, chị nào chưa được các chị lên giúp em là Q99 nhá. 99.000 đồng một cái, chuẩn loại 1 luôn. Không ham hàng rẻ hơn vài đồng về bán kiếm lời. Đúng không ạ? Mà em bán cho các chị chuẩn chỉ loại 1 như thế này cho các bác luôn. Đấy bác nào mình chưa được các bác lên giúp em là Q99 nhá. 99.000 đồng để em qua mã. Hương Tỉnh có rồi chị ơi. Q99 em cho chị Cúc Vũ Thị Cúc một cái. Hai cái em cho chị Sang Lương ạ. Hai cái em cho chị Thỏ Con ạ. Thỏ Con có luôn hai cái. Một cái cho chị Trần Tê Thương ạ.
một cái cho chị Phương Anh Nguyễn ạ. Chị nào chưa được các chị lên là Q99 cho em luôn nhá. 99.000 đồng cho các chị em mình. Đấy, bác nào chưa chốt được các bác mình chốt luôn. Bộ bé đợi em lát rồi em lướt lại cho. Đúng rồi, em đang lên quần lót lông mình ơi. Còn lên ướt không? Giờ này lên ướt thì các bác mình phải từ từ nhá các chị. Đây các chị nhìn cho em luôn này. Đẹp một cách kinh khủng luôn cơ bác. Được chưa ạ? Bao cho các chị em mình luôn. Cái cạp của nó chỗ này cũng lót lông này. Đấy, bên dưới các chị nhìn cho em luôn này. Đến cái đường kim mũi chỉ nó cũng rất là đẹp luôn. Co giãn thì các chị nhìn luôn này. Đây nhá, đang như thế này nhưng các chị nhìn nó co giãn này. Sướng lắm luôn các chị ơi. Rẻ hơn cả cái này các. Nếu như mà bình thường hàng này mà đóng hộp sẽ là 250.000 đấy. Rồi Q99 hai cái chị Nguyễn Hảo. Nguyễn Hảo đuôi 6 à, đuôi 818. Chị nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Hai cái là cầm cái bọc hàng là nhớ luôn. Hai cái cho chị Phượng Thúy đuôi 125 nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nhá. Một cái em cho chị nhỏ Tú. Chị nào chưa được Q99 nữa các chị em mình lên nốt. Vừa ấm, vừa đẹp, vừa sướng cho các bác luôn. Đặc biệt là các chị em mình đi làm sáng sớm ấy. Không có con này nó lạnh lắm các chị, gió nó lùa. Eo ơi nó rét cắt da cắt thịt ra mà các chị không có cái quần lót lông này thì làm sao mà các chị chịu được. Nó đẹp kinh khủng luôn các bác ơi. Sướng cực kỳ cho các chị em mình luôn này. Mà nhá, già mặc được, trẻ mặc được. Già trẻ đều mặc được cơ. Nên em mới bảo các chị em mình mua con này là sướng. Rồi, Phương Anh Nguyễn có rồi. Q99 cho chị Trần Mơ một cái. Thêm một cái cho chị Mít Nguyễn. Thêm hai cái cho Lan em. Lan em có luôn thêm hai cái. Chị nào chưa được các chị lên là Q99 nhá. Hai cái chị chuyển khoản. Ok chị gái Trần Khánh Băng. Ok chị Trần Khánh Băng luôn ạ. Đấy, em cắt nguyên bao luôn hàng về. Vận chuyển bên Trung về như thế nào em bán luôn cho các chị. Vì em chuẩn chỉ hàng Quảng Châu chứ em không mất công là đi lấy cho các chị cả hàng loại 2 về trộn đâu. Đấy, cắt bao cho các chị em mình mà hôm qua nay cắt đến bao nào là hết bao đấy luôn rồi. Hai cái em cho chị Nhật Đào ạ. Hai cái em cho chị Linh Sinh ạ. Em nói thật cái này các chị em mình mua tặng. Tặng mẹ cái cũng được, chị em gái, chị em dâu với nhau tặng cái cũng được. Comment vào đấy cho em là Q99 cho em luôn nhá. Loan Bùi hỏi ai đấy Loan Bùi? Loan Bùi hỏi ai đấy? Chị vào chị làm câu bao nhiêu chị hỏi ai đấy chị? Mở mồm ra nhá. Hãy biết tôn trọng bản thân mình đầu tiên đi chị ạ. Các chị thấy có chấp nhận được không? Dạ chị nhỏ Tú thêm vào của chị nhỏ Tú cộng thêm một cái nữa là 2. Ít nhiều chị ơi. Chị vào chị hỏi bao nhiêu em? Hoặc Giang ơi bao nhiêu thế? Hay là em ơi quần này bao nhiêu? Bao nhiêu? Em không nói điêu các chị nhìn này. Đấy, hỏi đúng luôn. Chứ không có hỏi được thêm cái chủ ngữ vị ngữ nào. Ok, một cái cho chị Bùi Mến. Ba cái cho chị Nguyễn Thị Luyến. Ok, chị Nguyễn Thị Luyến này. Còn chị nào mình chưa được nhá, các chị lên comment vào đấy cho em luôn là Q99. Được chưa? Q99 cho chị Bảo Trang có một cái. Thêm hai cái nữa cho chị Dung Đỗ. 99.000 đồng một cái, đúng rồi, rẻ hơn cả quần tất. Em thêm cho chị. Hết tiền rồi nhưng vẫn thích xem Giang Live. Em cảm ơn chị Hoàng Minh Hương nhá. Đấy, Dung Đỗ có thêm hai cái rồi mình ơi. Chị nào chưa được các chị lên comment. Được chưa ạ? Bác nào chưa được các bác lên comment nha. 99.000 đồng một quần. Lót lông cho các chị. 99.000 bác Tuyết Đỗ ơi. Mình lên là Q99 luôn nhá. Q99 kèm theo số lượng luôn. Em nói thật nó không phải là hàng xưởng. Chuẩn chỉ cho các chị em mình ạ. Đừng. Nếu như mà khênh vào là đừng có cắt của chị ra đâu nhá. Để chị cắt trực tiếp trên này luôn. Một cái em cho chị Thủy Ngân. Một cái cho chị Đỗ Thương. Quần lót lông mình ơi. Quần lót lông hàng Quảng Châu xịn sò luôn. Đẹp lắm, 40 cân đến tận 65 cân vẫn ok. Này còn ong hết đầu luôn. Sợ luôn. Hai viên thuốc liền. Đấy, đây các chị nhìn cho em này. Đẹp lắm. Các bác mình không thể ngờ nó đẹp được 99.000, nó đẹp được như này. Dạ, địa chỉ chị nhắn tin và tin nhắn nè. Địa chỉ chị nhắn tin và tin nhắn cho em này. Xong mặc thêm con hút đi nữa thì chắc là chẳng cần phải mặc thêm cái gì luôn. Quá ấm luôn. Làm đôi bốt mà đi làm thì làm đôi giày. Đấy các chị. Đi chơi đi trước các chị làm thêm đôi bốt lên. Còn nếu như các chị mà kiểu gọi là đi làm đi liếc hay là con các chị mà đi học thì đi với đôi giày thể thao cũng đẹp. Eo ơi nó xuất sắc lắm. Thật sự đây các chị nhìn luôn cho em cái đến cái gấu quần của nó. Chứ các bà mình đừng có đi so sánh với hàng loại 2 tội em ra nhá. Đấy các chị nhìn này. Cái đường kim mũi chỉ nó đẹp như thế này chứ không phải hàng nhọc nhà nhọc nhọ như hàng may lại đâu. Đấy cầm nó chắc nịch cho nó đẹp như thế này luôn cho các chị. Chị nào chưa được các chị lên giúp em Q99 nhá. Thủy Ngân có rồi hút đi còn chưa lên được luôn mình ơi. Đấy còn chị nào chưa được. Đấy đáng ra là hôm nay em chủ yếu em sẽ đồ bé thôi. Chủ yếu lên đồ bé thôi mà lại bị xa vào vì nhiều chị hỏi quần lót lông nên em lại bị xa vào em lên cho các chị em mình quần lót lông đấy. Nói bác nào mình chưa được các bác lên nhá. Khăn em choàng 480.000 cơ.
Còn có mấy cái thanh lý có 148.000 miễn ship luôn. Bán coi như tặng các chị em mình đầu like ấy mà. K148 hay sao đúng không? K148 còn không em? Phụ nộp luôn chứ không phải là hàng vơ vẩn. Q99 thêm cái nữa cho bác Cúc Vũ Thị Cúc này. Con này thì nó giãn như quần tất ý. Một size cứ 40-65 cân thoải mái hết mà. Q99 cho chị Quê Đỗ một cái này. Ok chị Quê Đỗ có. Đấy ai cũng mặc được luôn. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Khăn của em là phụ nộp luôn. Đấy khăn này là khăn VIP mà. Đâu phải khăn thường đâu đây. Phụ nộp cho các chị em mình luôn. Đó các chị mua toàn 480. 409 em tặng đây nốt 148 miễn ship luôn. Vì chả để lại nữa luôn. 148.000 thì các chị em mình biết. Q99 hai cái ok chị Nguyễn Hiện này. Đừng hỏi những cái nào em mà chưa lên là hỏi em không trả lời là biết mã đấy là mã em chưa lên. Q99 cho chị Nguyễn Thúy Hằng một cái. Mã nào mà hỏi cái em trả lời nó là mã bao nhiêu ấy hay mã gì ấy thì tức là em đã lên rồi. Còn nếu như em không trả lời nghĩa là mã đấy em chưa lên ạ. Q99 một cái cho Tuyết Đỗ này. Chị nào chưa được các chị lên Q99 kèm theo số lượng để em qua mã nào. Đấy lên cho em là Q99 không các chị kèm với cả số lượng em qua mã nhỉ. Ôi mặc sướng lắm. Nó đã kinh khủng luôn. Nó như quần tất nhưng lại không phải quần tất. Nó gọi là cái dáng led ring lót lông với các chị này. Đấy K148 cho chị Lê Thị Hương My. Q99 cho chị Hương Lan một cái. Ok bác Lê Thị Hương My chuyển khoản. K148 cho chị Nguyễn Hưởng. Ok chị Nguyễn Hưởng có K148 luôn. K148 phun hộp và không mất ship nữa đâu. Em tặng nốt luôn cho hết. Hết K148 chưa? Thêm một cái nữa đi vào của chị Nguyễn Thúy Hằng. Cộng thêm một cái Q99 nữa kìa. Còn chị nào chưa được Q99 nữa không? Các chị em mình lên nốt nhá. Lên nốt để em nghỉ cho các chị à, em qua mã cho các chị luôn này. Đấy như con này mà thật sự luôn mà. Em mà là cái đứa màu thích màu mè, thích đầu tư. Em đóng hộp, em mua hộp, em đóng, em bán con này 250.000 ngay. Q99 hai cái cho chị Thủy Lê, Thủy Lê. Ok, chị Thủy Lê, Thủy Lê này. Nói chị nào chưa được nữa, các chị lên cho em là Q99 nhá. Q99 thông các bác mình kèm với cả số lượng lót lông đấy, các chị quá trời đỉnh luôn. Này, cho vào túi của nó này em này. Bác nào mình chưa được nữa không? Khăn còn mấy cái, mình lên nốt đi. Lên nốt khăn cho em là mã K148. K148 thì miễn ship nhá các chị nhá. Ví dụ như các chị có lấy K148 rồi, các chị kèm thêm cái bộ bé hay kèm thêm quần lót lông thì cũng là cả đơn, mình không bị mất thêm tiền ship ấy. K148 cho chị Thiên Hương. Q99 chị Hiền Kim Anh. Hiền Kim Anh đuôi 981, nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn ạ. Địa chỉ số điện thoại các chị vui lòng nhắn tin và tin nhắn cho em luôn nhá. Bác nào chưa được các bác mình lên comment này. Nay lại còn em còn đang đến ngày nữa, em không đứng được lâu luôn. Đau lắm, đau bụng, không đứng được lâu luôn. Rồi chị nào chưa được các chị lên comment này. À, một đứa lên lấy cho chị một cốc nước ấm này. Xong rồi cái ở trên cái bàn ấy nó có cái vỉ thuốc màu trắng. Bóc cho chị một viên, cái viên con nhộng trên cái kệ rượu đấy. Không không trên kệ rượu ấy. Ừ. Trên kệ rượu có một vỉ thuốc đấy. Con nhộng màu trắng đấy, bóc cho chị một viên lấy cho chị một cốc nước ấm. Rồi còn chị nào mình chưa được các chị lên comment cho em Q99. Nặng đấy chứ nhỉ, quần này nó nặng luôn mà đè. Đây bê bộ bé em lướt lại cho. Bộ bé cái này là còn Q99 cho Lan Anh một cái. Ok Lan Anh có luôn một cái này. Q99 là 99.000 mình ơi. Q99 một chiếc chị chuyển khoản cho. Ok chị Duyên Nguyễn này. Duyên Nguyễn Q99 này. Chị nào lấy Q99 nữa không? Các chị lên comment đi, chẳng nay em không lướt lại Q99 nữa đâu. Đấy vì tại vì em lên đồ bé nhiều. Chị hỏi quần lót lông thì em tranh thủ em lên luôn cho các chị. Mai lại còn lạnh hơn cả hôm nay luôn. Rồi nó chẳng có còn tại vì Q99 em cho chị Mai Loan một cái. Chị nào mình chưa được Q99 nữa nhá, các chị em mình lên vào đấy cho em là Q99. Rồi đây bộ bé này, hiện tại còn 7 cân đến 12 cân ạ. À. Em tặng 39.000, mã là B39 kèm cân nặng. Q99 cho Yến Linh một quần. Ok Yến Linh này. Cái này các chị lên là B39 xong kèm cân nặng nhá. 7 cân đến 12 cân là hết hàng ạ. À. Chị nào chưa chốt được các chị lên là B39 xong mình kèm với cân nặng vào. Đẹp quá trời quá đất luôn đây các chị này. Đấy các chị em mình chưa chốt được các chị lên luôn nhá. Lên rõ là B39 kèm cân nặng. Cứ để đấy. B39 7 cân cho chị Su Ca Nguyễn một bộ. Chị nào lấy mình lên comment là B Q99 Hoa Quỳnh Hương kia đuôi 683 nhắn địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn nhá. Chả nhà em không gọi điện chốt đơn đâu. Nhân viên sẽ nhắn tin chốt cho các chị em mình trong tin nhắn ấy. Cho nó còn lại tin nhắn vào đấy để cho các chị em mình còn lướt được. À, đừng comment địa chỉ trên này, chị có hiểu từ nhắn tin không? Nếu như chị không hiểu từ nhắn tin là như nào thì chị đừng mua hàng bên em. Q99
Q99 ok cho chị Ngát Trần. Ngát Trần có Q99. B39 11 cân cho chị Như Hoa Ngọc. Bộ màu hồng còn từ 15 cân đến 18-19 cân. Bác lên là B55 kèm cân nặng. B39 phải kèm cân nặng. Cái này là B55 nhá. Còn từ 15 đến tầm độ 19 cân cho em. Đấy, chị em nào B39 7 cân cộng với Q99 cho chị Như Hà Linh. Như Hà Minh, ok chị. B39 7 cân cho chị Nguyễn Hưởng. Ok chị Nguyễn Hưởng. Lên là rõ là B39 kèm cân nặng cho em các chị ơi. B55 19 cân cho Suka Nguyễn. B39 7 cân, cửa sửa của Ngô Giang. B39 7 cân cộng 12 cân cho Ngô Giang. Đúng rồi. Rồi còn chị nào mình chưa được, các chị lên comment vào đấy cho em luôn nha. Cái này là B55. B55 15 cân cho chị Thư Thủy Tiên. Đúng rồi, bộ này bộ Giang bán 8889 đấy bác. 8889 đây, em cho nốt luôn cho các chị. B39 7 cân cho chị Phương Thảo. Hết chắc hết 7 cân rồi đấy. Phải còn từ khoảng độ 9 cân cho em, 9 cân đến tầm độ 12. Rồi còn chị nào chưa được, có size lớn nữa đã không có cái giá này rồi các chị. Đây xả giá vỡ nợ rồi. Size lớn em đã thanh lý đi hết rồi. Thanh lý, ví dụ như số size nó lớn tí. Những cái size này cũng chẳng còn nhiều đâu. Cái size mà tổ trên 15 cân này cũng không có còn nhiều. Vì gần như em cho khách ôm. Mà các chị bảo em ôm toàn đồng giá luôn, 68.000 khách ôm hết mà. Hết 15 cân rồi, 19 cân cho Lê Thị Hương My. Cái này 15 cân mặc rộng nhá. À còn chứ nhỉ, quên. 15 cân cho chị Ngô Mến. Còn 15 cân. Còn chị nào chưa được các chị lên nốt. Bò chưa có lên được, nay lên quần jean chưa biết được luôn chị ơi. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên comment B55 kèm cân nặng nhá. B55 kèm cân nặng ở đấy em qua mã luôn này. Cho chị luôn em đang mặc cả váy đấy chị ơi, lên luôn không? Lên luôn váy chị đang mặc đi, lên luôn. Phân màu á chị đi. Lên đủ màu luôn nhá. B55 15 cân cho chị Nhật Đào. Ok chị Nhật Đào. Lên luôn váy em đang mặc đây các chị, váy nhá. Váy em đang mặc cho các chị em mình luôn này. Đấy con này thì em mặc rất là nhiều. Phải các chị em mình qua em B39 19 cân ở đâu ra hả chị? Giết người cướp của ra B39 19 cân. Đúng. Muốn lấy 19 cân lên B55 nha, màu hồng. Váy em đang mặc các chị lên luôn này. Cái này các chị mua toàn mua 230, 240 một cái đúng không? B55 15 cân cho chị Sang Lương một bộ. Ok chị Sang Lương này. Em bán kỷ niệm luôn này. Màu này em gọi là màu kem nhá. Màu kem. Màu nâu, nâu này nâu cà phê luôn. Màu đỏ và màu đen như em đang mặc, váy em đang mặc. Đẹp nhức nách luôn các chị ơi, em nói thật. Kinh khủng luôn, bán giá này đảm bảo không một người nào bán cho các chị giá này luôn. Không một người nào bán cho các chị giá này luôn. Chưa đến 200.000. Em nói luôn ạ, chưa đến 200.000. Vẫn đang ở đầu một mà chỉ hơn 100.000 một tí xíu thôi nha. Mặc mấy năm vẫn đẹp. Mặc mấy năm vẫn đẹp luôn mà. Em ấy mặc đi ngủ, mặc rền, mặc giã các thứ luôn. Rồi đi chơi, đi chiếc luôn. Có cái mà em mặc từ cái ngày em nhận xe. Em đi mua xe hôm cái lễ nhận xe đấy, em nhận xe từ tháng 11 năm 2020. Đấy. Thế mà đến năm nay vẫn mặc suốt thôi. Hôm trước live mỹ phẩm các chị cứ hỏi mãi, nay làm chuyến bán cho các chị em mình luôn. Bao tiền ạ? 165.000 một cái. Các chị lên luôn cho em luôn là mã 165. Xong các chị em mình kèm màu cho em luôn nhá các chị nhá. 165.000 các chị kèm màu. Màu đen ạ, màu đỏ ạ, màu nâu ạ, nâu của nó nâu cà phê. Và màu này em gọi là màu kem. Kem của nó là tông kem tiêu nhá. 165 các chị em mình kèm với cả, thôi bao nhiêu nhỉ, kỷ niệm cho các chị em mình trưa nay đi nhá. Nhưng mà giá trưa nay thôi. Ví dụ như mà tối mai em mà lên còn, em bán cho các chị em mình 165, em cho này 159.000. Đừng lên 165 nữa, lên luôn là 159 kèm màu nhá. Nhớ nhá, sửa giá cho chị trên máy tính. Sửa giá trên máy tính là thành 159. Cho luôn 159. Nhưng các chị em mình nhớ là chỉ giá trưa nay thôi. Giá trưa nay cho các chị nhìn cho em luôn này. Ôi dồi ôi, 40 cân đến kể cả các chị 60 cân các chị muốn mặc các bác mình vẫn mặc ok. Màu đen ạ, màu nâu ạ, màu kem ạ và màu đỏ cho em cho 159 luôn.
rẻ hơn cả giá các chị em mình đi nhập luôn. 159 các chị kèm màu. 159 nhá. 159 màu đỏ em cho chị Lê Thùy Dung. Màu đen em cho chị Trần Anh Đào Trần. Màu đen cho Minh Đào. Màu đỏ chị Lê Thùy Dung có rồi chị ơi. Năm ngoái mua váy này của nhà Giang 188, đây em bán tặng 159. Thôi các chị em mình ơi đừng so sánh giá. Đây em đang kỷ niệm. Màu đen cho Đinh Nhung một cái. Màu kem cho chị gì kia? Mai Miêu. Ok Mai Miêu. Màu đỏ em cho chị Thu Hồng. Đen đỏ cho chị Bùi Thu Hằng. Lên rõ vào đấy cho em là 159. Màu kem cho chị Hoa Vlog Hoa. Màu kem cho chị Liên Ngọc. Màu đen cho Ngô Giang. Đen cho chị Phong Nguyễn. Lên cho em là 159 không các chị em mình kèm màu nhá. Màu chị Hoa Vlog Hoa có rồi mình ơi, đỉnh không? Nâu cà phê đây này. Màu đen em cho chị Hoa Du một cái. Màu đen em cho chị Lê Thảo Thảo Lê. Màu đỏ chị Thu Hồng có rồi chị nhá. Lên vào đấy cho em luôn ạ. Thu Hồng có đỏ rồi. Màu đen em cho chị Ngọc Tám. Màu đen cho Mai Loan. Lên rõ vào đấy cho em luôn nha. Em không bán cổ lọ. Em còn chẳng bán cái gì cổ lọ luôn ấy, nên đừng có hỏi em cổ lọ nha. Em là em ghét cổ lọ luôn. Em không mặc nổi cổ lọ luôn. Bao nhiêu khách nhờ em lấy cổ lọ về là em đóng buôn hết. Em không bao giờ em bán cổ lọ luôn. Em không mặc được luôn ấy các chị ạ. Ôi em mặc em chỉ mặc được đến như này thôi này. Chứ em mặc cổ lọ em cảm giác khó thở lắm. Màu nâu cho chị Hương Thân ạ. Màu đen và màu kem cho chị Minh Khuyên ạ. Đen cho Lê Thị Hương My ạ. Màu đen em cho chị Mít Ướt ạ. Lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Comment rõ vào đấy cho em luôn. Mã màu đen em cho bé Ngốc ạ. Chị Hương Thân có rồi, Minh Khuyên có rồi này. Nâu của nó là nâu cà phê nha các chị nhá. Bốn màu cho các chị luôn. Đẹp nhở, nâu sang dã man luôn. Con lại phải để nồi nâu cà phê sang lắm. Màu đỏ cộng màu đen cho chị Sa Thảo. Sa Thảo có luôn. Lên là 159 không các chị em mình kèm với cả màu. Minh Khuyên có rồi, đen cho Hải Yến. Lên là 159 không các chị kèm màu. Hôm qua mặc con này xong mặc con áo khoác lông ấy. Nhà con cứ khen là đẹp. Lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Mã cho em luôn là mã quần lót lông em vừa lên được, em lướt lại cho. Màu đen em cho chị Nhỏ Tú. Đẹp lắm luôn các chị nhìn này. Lên comment vào đấy cho em là 159 không các chị em mình kèm màu. Minh Khuyên có rồi đấy mình ơi. Không có ai bán giá này cho các chị đâu. Màu đỏ cho chị Nhật Đào. Màu đen cho chị Nguyễn Ngọc Hoa. Lên rõ vào đấy cho em luôn bốn màu nhá. Màu này màu nâu cà phê đấy các chị. Đấy màu này màu đỏ cho các bác mình. Được chưa, màu em đang mặc là màu đen. Còn đây nó là màu kem, kem của nó là kem tiêu cũng đẹp lắm. Minh Khuyên có rồi chị ơi. Chị nào chưa chốt được các chị lên vào đấy cho em luôn nhá. 159 xong các bác mình kèm màu lên. Trời ơi. Em nói thật luôn không cần phải nghĩ ngợi cái gì luôn nha các chị nhá. 159.000 một chiếc cho các bác mình luôn. Chị nào mà mình chưa chia sẻ các chị ghé like và các chị chia sẻ live stream lên cho em. Đấy em bán tặng cho các chị nó rất là nặng. Nên các bác mình phải chịu khó các chị em mình. Là hàng đến cái là các chị em mình phải nhận luôn nhá. Bác nào chưa được các bác lên vào đấy cho em luôn. Ôi. Quá trời là mệt luôn các chị. Ok màu cà phê cho Thảo Tẹt có luôn. Cà phê mình lên luôn là nâu ấy cho dễ luôn cho nhanh luôn. Rồi chị nào Thoa Du như có rồi. À, bộ bé màu hồng ấy như là B55 đúng không? B55. Bộ này còn từ bao nhiêu? Còn từ bộ này em chỉ còn từ tầm độ 16 đến tầm 18, 19 cân thôi. Bộ này lên là B55 còn từ 16, 17 đến 18, 19 cân thôi nhá. Đấy 55.000 một bộ chị nào. 159 màu đen em chuyển khoản. Ok Phương Thuần. Ok Phương Thuần ạ. Còn chị nào chưa được các chị lên comment luôn nhá. Để em qua mã cho các bác mình. Khăn em choàng là mã K148. 148.000 nhưng mà miễn ship luôn mình ơi. Nên em tặng nốt luôn rồi. Cái này còn bao nhiêu đừng vào bảo lên tiếp cái nọ đi, lên tiếp cái kia đi. Như thế là vô duyên đấy. Giống như người ta đang nói chuyện với nhau. Người ta đang nói với mình một câu chuyện này. Mình để bảo thôi mày im đi để cho tao nói chuyện khác. Như thế là nó bị vô duyên đấy chị nhá. Ok 159 màu đen và màu kem cho chị Thiên Hương. Rồi còn chị nào mình chưa được các chị lên comment này. Bác nào chưa được các bác lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Được chưa ạ? Còn khăn các chị lên là K148. 148.000 phu nộp miễn ship còn bao nhiêu cái đâu khăn đâu. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên comment. Những mã nào mà các chị hỏi em không trả lời, nghĩa là em chưa lên thì các chị em mình đừng hỏi lại nữa nhá các chị nhá. Còn ví dụ như mà mã nào mà em lên rồi các chị hỏi, ví dụ như các chị hỏi khăn bao nhiêu, khăn em đã lên rồi là em báo giá luôn. Được chưa? Còn ví dụ như những mã đằng sau này, hay các bà cứ vào các bà bảo đỏ bao nhiêu, đỏ bao nhiêu, em đã lên đâu nhá. Được chưa? Em bán bao nhiêu lần rồi, cần thiết muốn biết giá mình xem lại những like trước đi. Đấy còn khăn thì các chị lên cho em là mã K148. 148.000 full book và miễn ship cho các chị em mình luôn. K148
cái gì kia váy Giang bán mặc 62, mét 62 có bị ngắn không? Em chị ơi em không biết mét 62. Chị nhá, chị thích thì chị mua thử thôi chị ạ. Còn đầy người người ta mét 65 người ta vẫn đang mặc bình thường. Xem cho chị cái gì nhỉ, cho chị luôn cái mã, một mã bộ bé nữa đi. Cái bộ màu hồng ấy là số bao nhiêu, cho chị một mã màu. Xem còn màu xanh, màu sủng các thứ bên ngoài nhá, cho chị luôn nhá. Màu xanh. Xanh này. Ừ cũng được, mặc đấy nhá, luôn nào đi. Mặc đấy còn mấy số? Được thôi, cũng được, thế thì lên nốt luôn cho hết. Bộ này gái trai đều mặc đấy, bộ này là B, xải 58 lắm. Thôi cái này lên luôn B 56 kèm với cả cân nặng đi, 56 đi. Còn từ 15 cân đến 21 cân nhá các chị nhá. Còn một chỗ này là hết đúng không? Đấy, hôm nay em dọn kho là chắc hết đấy các chị. 15 cân đến 21 cân, lên là B 56. Xong các chị kèm với cả cân nặng. Màu này xinh này, màu này gái trai đều mặc được hết luôn. Màu nó là cái hình con Mickey á. Đấy, nên là gái trai đều mặc được hết luôn các chị. Quy 99 cho chị 4 quần, chị trả tiền mặc. Ok chị Diệp Nguyễn này. Quần lót lông cái gì 4 cái nhá. Ok chị Diệp Nguyễn này. 4 cái quần lót lông cho chị. B 56 xong các chị kèm với cân nặng nhá. Từ 15 cân đến 21 cân nữa là hết hàng này. Các chị vào các chị chốt nhanh nhá. B 56 18 cân cho chị Cúc Phú Thị Cúc. 19 cân cho Thoa Du. 20 cân cho Su Ca Nguyễn. 21 cân cho Bùi Thu Hằng. Hết luôn số to, còn đến 19 cân là hết nhá. 19 cân cho chị Thỏ Con. Hiện tại em chỉ còn đến 19 cân thôi, lại hết luôn 21 cân rồi. Đấy, nó không có nhiều đâu. 19 cân cho chị Phong Nguyễn. 15 cân cho bác Phó Thủy. 15 cân bác Phó Thủy có này. Chị nào mà mình chưa được, con nhà mình thích bộ này lắm mà không có size vừa ấy. 19 cân cho chị Xuân Phan. Con nhà em thích lắm luôn, nó dễ mặc mà các chị. Này, bác nào chưa được lên là B56 nhá. Xong các chị em mình kèm với cả cân nặng vào đấy cho em luôn. Cứ từ độ 15 cân đến 19 cân cho em nhá. 15 cân em cho chị Thắm Kiều. Bộ này là màu, cái hình này thì gái trai đều mặc được hết luôn này. Đấy lại còn màu xanh rõ đẹp nữa luôn các chị. Chị nào chưa chốt được các chị lên luôn nhá. Lên vào đấy cho em luôn. Là B56 kèm với cả cân nặng luôn. B56 kèm cân nặng, chị nào chưa được các chị chốt luôn nhá. Qua mã cho các bác luôn này. Quần lót lông còn ít, chả có dỡ ra nữa đâu chị ơi. Không dỡ ra nữa luôn, ai thích quần lót lông lên. Nãy em đã nói rồi là em không đứt lại quần lót lông đâu. Tiếp này cho chị luôn một má. Hai bộ 19 cân cho Hoa Phạm. Hết luôn 19, em còn đến độ 17 cân thôi. Em còn 15 đến 17 cân. 15 cân cho chị Minh Huyền. 15 cân chị Minh Huyền. Em chỉ còn 15 đến 17 cân là hết nhá. Đấy, 19 cân hết luôn, nhanh còn chậm hết. Vì cái má này nó còn nhiều đâu. Bộ này kể cả xả cho các chị em mình 68, 68 nghìn là em đã hết rồi đấy. 15 cân cho Thư Thủy Tiên. 15 cân cho chị Thu Cúc. Lên vào đấy cho em là B56 kèm cân nặng. Em chỉ còn từ 15 cân đến tầm độ 17 cân thôi. Rồi chị nào chưa được 10, không còn 18 đâu. Còn 15 đến 17 nha các chị nhá. Tiếp mang tô lúc bán mấy trăm thì chẳng hỏi, lúc xả rồi thi nhau hỏi. Bán như quần lót lông chị gái lên giúp em là Q99 chị gái ơi. 15 cân em cho chị Thanh Nguyễn một bộ. 17 cân em cho Linh Luli một bộ. Em còn 15 đến 17. 16 cân cho chị Kem Ly một bộ. Thắm Kiều có rồi mình ơi. Chị gái nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nha. Tất để đóng được nữa. 5B56. Rồi chị nào chưa được nữa các chị lên comment. Chồng có like cho vợ lúc mệt quá. Nó đau đầu. 17 cân cho chị Bảo Xuyến một bộ. Q99 cho chị Thu Hồng một chiếc. Quần lót lông để nốt cho con cái cục lót lông ở trên này luôn được. Còn đâu để một bao ngoài kia nguyên nhá. Xem có khách nào lấy buôn là đóng luôn nguyên bao. Về cho khách còn có cơ hội để được nhìn chiêm ngưỡng cái hàng Quảng Châu nó vận chuyển về đến đây nó như thế nào chứ đúng không? Nguyên bao luôn. Đây em còn, đây em lên tạm bằng này quần lót lông nữa là em sẽ dừng nhận đơn quần lót lông. Lót lông nhà em thì em nói thật luôn các bác ơi. Em nói thật, nó đỉnh của chóp luôn ạ. Hàng em cắt nguyên bao, em phui nguyên bao từ gọi là hàng Quảng Châu nó về như thế nào em phui nguyên bao cho các chị nhìn đấy, các bác mình biết đúng không? Đẹp kinh khủng. 40 cân đến 65 cân cho em lót lông, từng cái đường kim mũi chỉ cũng đẹp. Không còn thuốc ngứa đâu mình ạ.
lên giúp em là Q99. Q99 cho em luôn nha các chị nhá, 99.000. Đẹp lắm, không phải hàng trộn đâu, em nói luôn. Hàng này của em còn 250.000 đóng hộp kia. Vì sao bảo 40 cân mặc được mà 65 cân vẫn mặc được thì các chị nhìn này. Đây nha các chị nhá. Đó. 80 cân. 80 cân mặc làm sao mà chồng cứ linh tinh. Ấm. Chỉ đến tầm độ 65-67 cân thôi. Q99 cho chị hai cái nữa, ok bác Nhung Dương ạ. Hai cái nữa cho bác Nhung Dương, một cái cho chị Hoa Phạm, một cái cho chị Thu Cúc. Em đã nói em chuẩn loại 1 là loại 1 luôn. Chị Đào chưa được Q99, các chị lên nốt cho em là Q99 cho em luôn nha. Vì em nói thật là nó quá đẹp. Các chị đừng ngần ngại khi mà các chị... Đấy, bác thấy không? Q99, ok cho chị Thuật Yến. Hai cái cho chị Hương Trần Phan. Thế thì khênh nốt bao kia vào đi. Khênh nốt bao kia đi. Thế thì làm gì còn được để mà để cho khách xỉ nữa đúng không? Thế thì báo xỉ luôn đi. Báo xỉ luôn là đừng có ai lên quần, đừng có ai chuyển khoản quần lót lông nữa nha. Đơn hôm qua nhà em vẫn đang chốt chị ơi. Ok cho chị Hương Luật có luôn này. Đơn hôm qua nhân viên vẫn đang chốt chị ạ. Q99 cho chị Đặng Loan này. Tí nữa là thảo đây em cho các chị nhìn, các chị chiêm ngưỡng cả nguyên bao luôn. Chứ em không điêu các chị vì không phải hàng em về, em lấy thêm hàng rẻ về để em bán cho các chị em mình kiếm lời đâu, em nói thật luôn. Khênh luôn là chị còn nguyên bao. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em nhá. Đây, cho các bác mình nhìn luôn này. Để các bác mình được chiêm ngưỡng nó vận chuyển về nó như thế nào. Các chị nhìn này. Nó chắc lắm, toàn những cái mối nối này của nó. Đây các chị nhìn đây này. Chuẩn cho các chị em mình, các chị nhìn thấy không, hàng trung không. Đấy, đây quay cam sau cho các chị thôi. Chả cần quay cam sau nữa nhờ, cắt luôn cho các chị đi. Đấy, chị nào mà mình chưa chốt được cho các chị em mình lên comment đến cái dây này của nó cũng kinh khủng lắm. Q99, ok, chị Đặng Loan có rồi, cho chị Minh Ánh Đỗ một cái. Đấy, đây, lớp bên trong nó còn một lớp áo mưa nữa này các chị. Đây, nó còn một lớp áo mưa nữa đây các chị đây. Nên nó bảo vệ kỹ lắm luôn cho các chị, thả ra 5 quần ra chị lên thêm 5 nữa. Rồi, còn chị nào mình chưa được Q99 các chị lên nốt nhá. 99.000 đồng một cái cho các bác mình, các chị bảo nó đẹp như thế này cho các chị luôn. Hàng sướng lắm các bác em, nó thật luôn, nó mê mẩn luôn. Nghìn cái, vạn cái nó như nhau, cả nghìn cả vạn. Đã cho các chị em mình luôn, các chị nhìn này. Chứ không phải là hàng pha trộn vơ vẩn đâu các bác ơi. Đấy, các chị nhìn cho em luôn, nó đẹp này. Từ cái cạp của nó đây, nó cũng lót lông, các chị nhìn bên trong luôn này. Đỉnh cho các chị em mình luôn đây, các bác nhìn cho em luôn. Chứ không phải là vơ vẩn gì luôn, các chị đẹp lắm luôn. 159 màu đen màu nâu cho chị Nguyễn Thị Mỹ Anh là váy chị mặc đấy. Ok chị, Q99 cho chị Thúy Lê có luôn hai chiếc này. Ok chị Thúy Lê hai cái này. À, vâng. Lên cho em là Q99 nhá. Đấy vừa nãy vừa mới lên cho các chị em mình hai bao rồi. Rồi còn nốt bao cuối cùng là hết sạch rồi đúng không? Báo luôn khách xỉ là không nhận đơn buôn quần lót lông nữa nha. Ok Q99 hai cái em cho chị Nguyễn Lan này. Em không nhận buôn quần lót lông được đâu ạ, vì hết hàng rồi. Đấy, cắt nốt cho các chị em mình bao cuối, định bảo để lại mà lại cắt nốt để bán rồi. Bị các chị dụ dỗ. Bị các chị dụ dỗ lại cắt nốt ra để bán rồi. Chị nào chưa được lên Q99 nhá. 99.000 ok, chị Nguyễn Hưởng có một cái rồi này. Bác nào chưa được lên Q99. Cứ 40 cân đến 65 cân đều mặc cho em gọi là sướng cái cuộc đời luôn đấy. Bác nào chưa được các bác mình lên luôn nhá. Đẹp dã man luôn. Này là mùa đông dễ là lão chồng em mặc lắm các chị. Tại vì thật sự luôn nó là... Ok chị Minh Đào thêm ạ, một cái cho chị Bùi Lệ ạ, ba bấm nhá. Bùi Lệ đuôi 145 nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn đi chị ơi. Mình nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn nhá. Chị nào chưa được các chị lên comment này. Qua cho các bác luôn. 99.000 đồng một quần. Nào tiếp cho chị một mã đồ bé nữa luôn nhá. Hai cái em cho chị Lý Trương này. Hai cái cho chị Lý Trương luôn. Chị nào chưa được các chị lên Q99 kèm số lượng cho em luôn. 99.000 đồng một chiếc cho các bác mình nhá. Chị nào chưa được các chị lên nốt cho em đi. 99.000 một cái cho các bác mình thôi. Nào chuẩn bị tiếp một má đồ bé nữa nào. Cho chị cái bộ giữ nhiệt bé đi. À còn bộ nào số size đại nữa. Còn nỉ nữa, nỉ size đại. Hết sạch rồi đúng không? Còn lẻ tẻ thôi à? Hôm qua chốt gửi vào tin nhắn rồi. Vâng chị ơi, chị cứ nhắn tin vào đấy các bạn đi chốt. Tại vì đơn hôm qua thì tôi trộm vía nó cũng hơi nhiều. Nhân viên nhà em vẫn đang chốt luôn. Các chị giờ này các bạn đang nghỉ ăn trưa. Tí nữa các bạn đi đóng. Q99 hai cái cho chị Thu Hằng. Hai cái cho chị Minh Giang. Ba nhớ bấm nhỉ. Thu Hằng có, Minh Giang có hai cái luôn. Chị nào chưa được các chị lên Q99 đi. 99.000 một cái quần lót lông. Chắc vẫn phải còn này.
200 đơn hôm qua chưa đóng xong nữa cơ. Một chiếc nữa cho chị Đặng Loan ạ. Ok, chị Đặng Loan thêm một cái. Cho chị Vui Trần ạ. Ok, chị Vui Trần có. Quy 99 cho Hạnh Lê một cái luôn kìa. Cho chị Hạnh Lê luôn ạ. Hạnh Lê có luôn này. Dạ vâng, ok, chị Lý Trương bấm đi cốt đơn này. Cái gì? Không còn số đại nữa luôn, không còn. Không còn. Hạnh Lê có rồi chị ơi. Xem một chị, dạ có rồi, chị Diệp Nguyễn là có 4 cái quần Q99 rồi đấy ạ. Đấy, bác nào chưa được các bác lên cho em Q99 nhá. Cho chị một má quần bé đi, nhắc các chị quần bé bên kho về. Quần 210 đấy, quần thô, quần kaki đấy. Nhắc các chị một màu về bên này cho chị luôn. Q99 chị Minh Ánh Đỗ có rồi, chị Minh Ánh Đỗ ơi. Chị nào chưa được nhắc các chị lên cho em Q99. 99.000 đồng. Các chị Trang Nguyễn ạ. Ok bác này. Đau đầu quá luôn các chị, nay em mệt lắm ấy, nhưng mà cố lên với các bác mình. Để những cái này bán cho các chị em mình, cho các bác mình sướng, mặc thích lắm luôn. Chị nào chưa được các chị lên nhá. Bộ này còn có 3 bộ đúng không? 3 bộ hay 2 bộ? 2 bộ. Bộ này như là ghi rồi. Bộ này em còn cho con nhà chị nào 16-17 cân lên nốt đi. B55 kèm cân nặng luôn này. B55 kèm cân nặng nhá, 16-17 cân để em lên nốt. À, B56 á. Bộ này là B56 kèm cân nặng này. B56 nhá, kèm theo cân nặng. Em còn độ 16-17 cân. Đấy, 15 cân muốn mặc rộng rộng cũng được, chả vấn đề gì đâu. Còn Q99 2 cái, ok, chị Diệp Nguyễn vừa bấm. Chị nào chưa được các chị lên luôn nhá. Đấy, B56 kèm cân nặng còn 2 bộ thôi ạ. Còn cái bộ xanh bên dưới kia còn bao nhiêu đấy, cân đấy? Còn từ tầm 9 cân đến tầm 12 cân. Cái này em còn từ 9 cân đến 12 cân này. Các chị lên luôn là B39 kèm cân nặng luôn nhá. Em còn có mấy bộ thôi. Bộ này lên là B39 kèm theo với cả cân nặng. B39 kèm cân nặng. Mày lấy con tắt về đi, bác mặt ra. Cái máy luôn. Bây giờ trông mặt của nó lông đi. Điều. Đi vào thử thế nào. Chật. Trông mặt đi. Có lông thì chật, trông cái lông đi. Chúng ta trông mặt quần lót lông đi vào xem nào. Đây đi. Em cho chồng em mặc quần lót lông nha các chị. B39 11 cân cho Ngọc Lan kìa. Hết luôn 11 rồi, thế còn. Hết luôn 10 đấy, đẹp lắm. Hết luôn B39 rồi nha các chị. B39 16 cân. Ủa, mua chỗ này, khác đi chị, làm gì có hàng. Cái này đi xe máy tha hồ ấm. Thì thế vừa bảo ấm lắm luôn ấy, mà nó giãn nó sướng. B39 chỉ còn tầm độ 9 cân 10 cân nữa nhá. Chị nào chưa được lên 9 cân 10 cân này. Mặc lộ hết ca ca. Mặc đi ngủ thôi chị nhỉ, đàn ông thì mặc đi ngủ thôi. Em còn một bộ B39 đấy thôi. Đấy đẹp lắm luôn các chị nhìn này. Trời ơi. Nó ấm lắm mà nó đẹp chứ. Mặc đi xem đẹp không, chị mua cho chồng cái thôi bác ơi. Chồng em ngại đấy. Chồng em chỉ mặc không cho nên, vợ. Không nên các chị ạ. Mặc chỉ mặc cho vợ ngắm thôi. B39 10 cân bác Vi. Ok, B39 10 cân cũng mặc vừa được. À, à con nữa, tôi vừa chết quên mất. Ok, chị Vi Nguyễn em quên mất. Kiểu ai mà sáng mà phải dậy xong đi đâu luôn thì mặc cái này luôn. Mặc luôn cái này chẳng phải thay. Mà Q99 em cho chị Nguyễn Hường này. Cái này không cần phải, các chị phải mặc thêm quần ngoài đâu vì nó không có lộ. Chứ đẹp nó mà, không phải. Ở ngoài mặt ngoài đẹp. Mặc luôn cho em, nó như kiểu legging lót lông luôn ý. Chứ nó không phải là cái quần tất bình thường. Quần tất các chị còn sợ hở slip. Nhưng quần này các chị em mình kể cả có giãn thế giãn nữa, không bao giờ các chị em mình sợ luôn. Này các chị nhìn cho em luôn này. Sướng kinh khủng cho các bác mình luôn nha. Mê cho các chị đá lắm. Nó là quần lót lông, quần dáng legging lót lông đấy. Các chị lên là Q99 nha. Q99 vào đấy cho em, cho các chị kèm với cả số lượng lên 99.000. Nào là một mã quần bé cho các chị luôn. Quần bé thì nó hàng đắt. Chị nào mình có nhu cầu, các chị em mình có nhu cầu, các chị em mình mua này. Chết thôi, quần bé bây giờ làm nào được. Ơ, mua tặng các chị em mình, mua tặng bố tặng mẹ gì cũng được. Tóc lông ai cũng mặc được, mặc hay mặc cho nó ấm. Quan trọng gì. Em nói luôn, quần này chắc dơ lên cái thì các chị nhìn thấy rồi đúng không? Quen thuộc đúng không? Này lại không có sâu bom ở nhà cho chúng nó mặc mẫu. Q99 2 cái nữa nhé, ok chị. Một cái cho chị Hoàng Hải Lý nữa luôn này. Ok bác này. Hai cái chị Hoa Oải Hương. Đấy, chị nào chưa được các chị lên comment nhá.
quần bé này thì các bác mình biết loại chuẩn, loại đẹp luôn. Loại túi của nó có cái này là các bác biết rồi gì, 210.000 một cái. Em nói luôn hàng nhà giàu nha các bác nhá, nên bác nào mình có nhu cầu các bác mình thích các bác mua. Hàng nhà giàu nhưng giá bán giá nhà bán giá nhà nghèo luôn. Em nói luôn, hàng nhà giàu nhưng em bán giá nhà nghèo luôn. Bán giá hộ cận nghèo. Bán giá kể cả các chị em mình hộ cận nghèo các chị vẫn mua được. Q99 em cho bác Thu Hương ạ. Bây giờ nhà mình là hộ cận nghèo hay hộ nghèo bác? Làm gì còn hộ nghèo nữa? Hộ cận nghèo. Cận nghèo thôi, không còn được hộ nghèo nữa rồi. Đây em lên này. Cái này là em ơi, số này số đây là gì nhỏ nhất chưa? Ô xong lên cho chị số đấy đi. Giờ chúng mày thật chán chúng mày ghê cơ. Chị Thu Hương có gì ạ? Chị Thu Hương có Q99 rồi. Áo len chồng em mặc á, áo len chồng em mặc hình như còn đâu có mấy cái màu trắng đây này. Chồng nhấc đây ra đây cho vợ đi, vợ cho nốt cho các chị. Cho mình xem quần lót lông vừa mới bóc xong, chả muốn bóc ra đâu chị ơi. Vừa mới gập vào luôn đấy. Kệ chồng cứ bóc ra cho các chị đi. Vừa bóc ra cho các chị. Cái này là phải để cho bo một cái cho con nhá gì nhá, để cho bo một cái. Bo một cái tí nữa size to cái để cho anh sâu một cái nữa luôn cho hai anh em Tết mà. Đây chị ơi, quần lót lông đấy ạ. 40 đến 65 cân quần lót lông nhé. Nguyên cái mác da này đã bao nhiêu tiền rồi? Sắp giàu nhất ba vì rồi thôi bác ơi, em xin bác. Em nghèo lắm thôi. Được chưa? Đấy đây các chị nhìn đây quần này. Có dán sướng không lót lông này. Được chưa? Từng cái đường kim mũi chỉ của nó luôn, em cho các bác mình nhìn luôn. Không ngại ngần gì luôn, các chị nhìn sướng lắm. Đá luôn nha. Mặc thì sướng, chỉ hơi khổ lúc giặt thôi các chị ạ. Chả việc gì giặt, bây giờ quay máy giặt thì vấn đề gì đâu, ba vắt tí là nó khô mà. Nếu đây, mà giặt tay thì chắc là... Thôi giặt tay thì vắt hơi nặng đấy. Cái tay... Đây các chị nhìn này. Chưa dày. Em ơi đẹp chưa? Bom mặc số nào? Bom mặc số này đây cho số to hơn. Bom chỉ mặc số này thôi gì nhỉ? Đẹp lắm luôn các chị. Cái này chị nào mà mình thích nhá, em bán tặng Q99 không? Q99 người ta quần người lớn này vào hỏi 20 cân. Đây em lên cho các chị một mã này cho các bạn đi luôn này. Quần này kể cả mặc chơi Tết, chơi tiếc các thứ cho em đều đẹp luôn nhá. Các con mặc đi học cũng đẹp luôn này. Đâu cho chị đến cái này 10 cân đến 15 cân cho em ạ. 10 cân đến 15 cân nha các chị nhá. Đây. Đấy các chị 10 đến 15 cái này đấy. 10 đến 15 cân cho em, các chị chốt nhanh luôn cho em ạ. Này chứ. Giá cho các chị em mình luôn này, em bán tặng các chị em mình luôn nhá. Hơn 200.000 một quần cơ. Không phải hàng rẻ đâu. Em nói luôn là hàng nó là hàng chất lượng nhà giàu. Nhưng em lại bán cho các chị em mình cái giá cho hộ nghèo. Nói luôn ạ. Giá đúng giá cho hộ nghèo, nghèo bền vững luôn, cũng giá này luôn nha các chị. Q99 cho chị Cúc Phương một con quần lót lông luôn. Đây em bán tặng luôn rồi. Quần đẹp và không có 26. Đây em đang lên số nhỏ nhất đây cho các chị này. Comment vào đây cho em luôn nhá. Q95 kèm theo với cả cân nặng luôn. 95.000 đồng một cái, đẹp nhở. Chất của nó xịn lắm. Cái này nếu như các chị ra ngoài shop mua không bao giờ có giá dưới 280. Ông bò mặc không đi giày hay đi dép. Đấy, đi đến mấy cái đôi giày mẹ mua đẹp nhở. Xịn lắm luôn các chị. Lên luôn cho em là Q95 kèm với cả cân nặng 10 cân đến 15 cân ạ. Đấy ông còn chả có bò. Quần này mặc chơi Tết. Đấy các chị nhìn cho em luôn, đẹp kinh khủng cho các bác luôn nha. Bom chắc để số này hay để số thứ hai ba? Cái này thôi. Số này thôi nhỉ. Ừ, có sự... Okay. Ngắn ngắn bom tí cho nó đẹp đi với giày riêng các thứ nhìn nó đẹp. Lên cho em luôn là Q, đừng có lên một comment là quần lót lông. Em không có đọc áo quần lót lông. Quần lót lông của em là Q99 nhá các chị nhá. Q99 là quần lót lông. Còn quần bé này lên là Ok Q99 nhá chị Minh Hoàng. Một cái quần Q99. Quần bé lên là Q95 kèm cân nặng. Q95 kèm cân nặng từ 10 cân đến 15 cân. 10 cân đến 15 cân có mấy cái thôi. 12 cân cho Thư Thu. Chắc chắn các bà mà kiểu đang có con nhỏ thì không thể nào bỏ qua được mã này rồi, em nói thật. Đáng ra là em đóng cho nó đi hết luôn, nhưng mà để lại. Để lại một vài cái cho con mặc. 15 cân em cho chị Minh Hoàng. À quên Minh Huyền. Hai cái 14 cân cho chị Mai Đức. 11 cân em cho chị Nguyễn Thắm. 13 cân cho bác Thị Màu. Nguyễn Thắm có rồi. 13 cân cho chị Cúc Phương. 12 cân cho chị Nguyễn Hồng. 12 cân cho Bảo Trang. Không đâu chị ơi, hơn 200.000. Em chỉ còn những cái số nhỏ em bán tặng 95.000 thôi. Em nói thật. Comment vào đấy cho em là 13 cân cho chị Thu Cúc. Ơ Thu Cúc như có đổi. À chưa. Ok chị Thu Cúc có luôn 13 cân.
Chị nào chưa được lên quy 95 kèm cân nặng cho em luôn nhá. 11 cân cho chị Như Hoa Ngọc. Em ơi con này nhờ. 15 cân em cho chị Trương Thương. 10 cân cho chị Lê Hải Yến Yến. Đừng comment số điện thoại trên này. Chị Nguyên Lê Nguyên, chị lấy quy 99 quần lót lông nhá. Em nhắc rồi, khỏi kèm cân nặng. Thích thì lên quy 99, sau đó địa chỉ số điện thoại nhắn tin tin nhắn. 12 cân cho chị Thảo Hoàng. Hai cái 15 cân cho chị Thanh Nga Hà. 13 cân em cho chị Đinh Thái. Chị nào chưa được các chị lên comment này. Để cho gì ơi, để cho con một cái, cho con cái số thứ hai nữa, con cho thằng Bắc. Số thứ chắc phải số thứ ba hoặc số thứ tư cho anh Ken. Này chuẩn bị sinh nhật Bắc Trang mang sang cho anh Ken luôn. Thằng Bin thì đã cho số khác. Quy 99 hai cái cho chị Thảo, Phương Thảo, bao Thảo quần lót lông. Ok chị Phương Thảo. Nguyên Lê Nguyên có quy 99 rồi. Cái này em chỉ để lại cho con nhà em, cháu nhà em các thứ mặc thôi mà. 10 cân và 14 cân em cho chị Xuân Mai. Ok chị Xuân Mai, 10 cân đến 15 cân các bác chốt nhanh nhá. Đếm này cho con này. Cái này là một cái này là của Bom rồi này. Xong đến cái thứ hai cho Bắp, đến cái thứ ba cho Ken. Gì ghi rõ tên vào đấy cho con luôn nữa con nhỉ. Bắp. Thảo nó không bán hàng này đâu mà, vì hàng này hàng đắt chúng nó có bán đâu. Bắp với cả Ken luôn. 15 cân em cho chị Ngọc 8. Ok chị Ngọc 8. Chị nào chưa được các chị lên là quy 95 thôi, các chị kèm với cả cân nặng cho em luôn nhá. Quy 95 thôi các bác, mình kèm với cả cân nặng vào đấy cho em luôn ạ. Qua cho các chị luôn cái này cho ấm Bom. Rồi tiếp này cho con luôn cái số. Cho con luôn nốt cái số thứ hai lên nốt luôn. Dãy thứ hai để lên nốt. Cái này tiếp tục các chị lên cho em là quy 100. 15 cân em cho chị Phong Nguyễn. Cái này các chị lên là quy 100 thôi các chị kèm cân nặng. Từ độ 16 cân đến tầm độ 20 cân cho em nhá. 16 cân cho em này. Đấy đây các chị nhìn cho em luôn, từ 16 cân đến 20 cân. Đấy các bác mình chốt nhanh lên là quy 100 kèm theo với cả cân nặng. Thằng Bin mặc số thứ mấy thì nhỉ? Bin chắc phải mặc số 6. Bin phải không? Bin phải số 7 cho Bin. Vì Bin nó cao. Quy 100 kèm theo cân nặng từ 16 cân đến 20 cân. Mỗi số 1 nhé, gì nhỉ? Mỗi tâm một số. Rồi, 16 cân cho Thư Thu. 18 cân cho chị Cúc Vũ Thị Cúc. 20 cân em cho chị Trương Thương. Hai cái 16 cân cho Phương Trạch. Để cho Bin một cái luôn nhá, ghi rõ chữ Bin ra đấy không, để riêng ra luôn cho chúng nó luôn. 18 cân cho chị Su Ca Nguyễn. Vâng, 18 cân cho chị Thu Cúc. 20 cân cho chị Ly Mi Nương. 20 cân cho chị Yến Tùng. 17 cân cho chị Trần Hà Thanh. Này em chỉ để gọi là hơn 200 nghìn cơ, em đâu nhập vào đâu các bác. Đây em bán tặng nốt luôn, em bảo đúng nửa giá luôn mà. Đúng coi như là chưa, con này, con nhỏ thì bằng nửa giá nhập vào, con này chưa bằng một nửa giá em nhập vào. Hả? 20 cân cho chị Thị Xuân Tuyên Đinh. 20 cân cho chị Trịnh Thu Thủy. 16 cân cho chị Bùi Nở. 19 cân cho chị Hoàng Yến. 17 cân cho chị Huy Triển. 100 nghìn đồng một cái. Con này xịn hơn quần bò nhiều chứ bác. Quy 95 à? Quy 95 hai cái 14 cân còn đúng không? Ok chị Hoài Thương Dương, quy 95 là 2 cái 14 cân. Đấy chị nào chưa được các chị lên comment. Em nói thật quần này xịn hơn quần bò nhiều. Nói thẳng, bò trước em bán cho các chị em mình có 6 mấy 7 mấy nghìn một quần. Làm sao xịn bằng con này được, con này hơn 200 cơ mà. Đẹp lắm, đấy chị nào lấy các chị lên cho em luôn. 19 cân cho chị Ngô Mến. Ok chị Ngô Mến 19 cân. Lên vào đợt áp, Ngô Mến quy 95 lấy đâu ra 19. Vào bill của Ngô Mến xóa đi em ơi. Vào xóa cái mã quy 95 đi. Lại còn muốn lấy quy 95 19 cân lấy đâu ra. Muốn lấy 19 cân là quy 100 nha bà. Quy 120 cân cho chị Bohin. Chị ơi, nếu như mà chị lấy 12 cân chị lên là quy 95. Quy 95 14 cân cho chị Hiếu Đức. Quy 95 là từ 10 cân đến 15 cân. Còn quy 100 là từ 16 đến 20 cân. Đấy. Chứ còn quy 99 là quần lót lông người lớn mà. Quy 99 là quần lót lông người lớn. Khoảng năm sau chưa lên không hỏi những mã em chưa lên nhá. Những mã em chưa lên hỏi em không trả lời, các bác mình đừng bảo em kêu. Quy 95 12 cân cho chị Thanh Mai. Quy 95 đấy, 12 cân. Quy 100 19 cân cho Ngô Mến. Chị nào chưa được các chị chốt nhanh nha, chốt lẻ lẻ vào đấy cho em luôn. Rồi em nói thật luôn là các bác mình phải chốt nhanh. Chứ cái này em chả có bán thêm lần nào nữa đâu các chị. Em phải để hết luôn này cho các cháu nhà em này. Em có 4 thằng cháu trai. Đấy, nên em để hết luôn. Tiếp cho chị nó cái số còn số đại nữa đi, cái số mà mình bán 230 nghìn đấy.
còn số đại mà đúng không? À hình như không hay sao? À có chứ nhỉ? Có đấy, có số đại đấy, số mình bán 130, à 230 nghìn ấy. 230 nghìn, quy 119 cân cho chị chán bướng. Chán bướng chắc giống chán tui hả? Đổi cho chị sang 16 cân xem của Ngọc 8 kia lại mất cái mã nào rồi, mất thời gian ghê luôn đấy. Ngọc 8 chị lên luôn thành Q95 16 cân, à Q9 chị, à Q100 nhá. Thế là trong kia còn một cái 15 cân của Q9 đấy, gì ghi một cái 16kg của Ngọc 8, 16 cân nhá. Rồi còn chị nào chưa được nữa không ạ? Các chị lên comment đi. Q100 không? Các chị kèm cân nào. Vẫn coi như là nửa giá. Con này còn chưa được bằng nửa giá luôn này. Con kia là bán 210 nhá. Con này bán 220, con to kia bán 230. Ok chị, Q117 cân cho chị Dũng Nguyễn. Q95 lấy đâu ra 18 cho chị. Q95 là 10 đến 15. Q100 là từ 16 đến 20. Q95 14 cân cho bác Trịnh Thu Thủy. Ok bác, có luôn cái trên kia. Q95 10 cân cho chị Nhật Thanh. Ok chị Nhật Thanh. Q95 là kèm cân nặng từ 10 cân đến, không thì 9 cân cũng mặc được. 9 cân 10 cân đến độ 15 cân. Còn Q100 là từ độ trên 15 cân đến 20 cân. Q118 cân cho chị Thanh Thúy Nguyễn. Đấy, chị nào chưa được các chị lên nhanh nhá. Bác nào chưa chốt được các bác lên luôn. Q118 cân, bé cao gần 1m1 nhé, em chịu. Em chịu nhá chị nhé, em chỉ kèm cân nặng thôi. Cái này về ví dụ như mà cao thì mặc cầu tí cũng chả sao cả hết. Mặc thành 9 tấc vì nó là dòng bo như thế này rồi. Mặc thành 9 tấc cũng được, nên chị nào mà thấy con các chị cao quá, không thích cho con mặc cọc thì thôi đừng mua chị, em nói luôn. Em nói luôn vì con này em đã bán lỗ quá nhiều rồi. Q95 10 cân cho Nhất xinh đẹp. Ok, Nhất xinh đẹp. Q117 cân cho chị Nguyễn Lĩnh. Vì em nói luôn mà, em bán nửa giá luôn rồi chứ đâu phải em bán giá thường ở đâu có chị. Chả. Để tiện để lại là để cho các con mặc luôn. Chị nào chưa được các chị lên comment nào nốt số to nhất đúng không gì? Này số này để vào này. To nhất để cho anh béo. Số to nhất thì chắc chắn là để cho anh béo rồi. Cho anh béo ục lục mà mẹ sợ anh béo còn chẳng biết có mặc được số, đưa cho con số to nhất con xem anh béo mặc được gì. Kệ cứ cho mặc ôm ôm nó đi với cái đôi giày hai anh em nó mặc đôi với nhau. Anh béo nhà mình giờ béo lắm, sợ còn chả biết có mặc được không. Được, ui tha hồ được. Cái này là từ trên 20 cân đến 26 cân cho em nhá. Trên 20 đến 26 cân thôi, chỉ thế thôi. Vì không phải chị em nào cũng thích cho con mặc ôm như nhà mình đâu ba. Ba phải làm quen gần để mà sau ba like cho mẹ đi. Đây cái này để cho anh béo luôn rồi nhá gì nhá. Tư vấn cân cái này chắc là hỏa nhập ma luôn. Cái này từ trên 20 cân đến 26 cân ạ. 21 đến 26. Q119 cân cho chị Linh Sinh. Cái này các chị lên cho em là Q110. Q110. Thôi Q105 thôi. Chả cần lấy 110 đâu, Q105 luôn. Chưa bằng nửa giá luôn. Ai mua được con quần này 105.000 em cho các chị em mình luôn. Em nói luôn, cái này là từ trên 20 cân đến tầm khoảng 26 cân cho em nhá. Trên 20 đến 26 cân. Sâu nhà em 28 cân cơ. Gọi là chuẩn xác là 27 cân 6 lạng. Nhưng mà nó tăng cân nhanh lắm nhưng em vẫn để. Tại vì em thích cho con mặc ôm mà. Đây, số to nhất của nó đây, để cho sâu luôn đây rồi các chị. Và chắc chắn các chị sẽ thấy con em mặc dòng này nhiều. Tại vì Tết nhất là toàn bộ là cho đi. Em còn đang định có khi để cho sâu phải để hai cái gì ạ. Chứ đằng sâu nó đi kể cả là đi chơi đi trước các thứ. Comment vào đấy cho em luôn là Q105 nhá, kèm với cân nặng luôn. Em nói luôn em bán giá này em bao cả giá nhập luôn. 26 cân nha chị Hoàng Khiếu. Hai cái gì ạ. Một cái 26 cân nha chị Su Ly. Một cái 26 cân nha chị Trần Anh Đào Trần. 25 cân em cho chị Nguyễn Bình. 24 cân nha chị Khuyên Trần. 26 cân nha chị Phương Dung. 25 cân nha chị Trang Nguyễn. 25 rồi. 24 cân em cho chị Nhi Dung. 24 cân chị Khuyên Trần có rồi ạ. 26 cân cho Yến Tùng. 22 cân cho Thị Xuân Tuyên Đinh. 26 cân cho Kền Kền Chúa. Q99 cho Su Ly một cái quần lót lông. Hết luôn 26 còn đến 25 ạ. Không còn 26 còn đến 25 ạ. Mỗi số em cho 1 cân. Q120 cân cộng với Q105 22 cân cho chị Hà Bạch. Q100 là 20 cân. Hết luôn. Rồi, Q100 là còn đến 18 cân thôi đúng không? Cộng với cả 22 cân cho chị Hà Bạch luôn. Q105 20 cân mặc rộng. Chị nhá. Q105 độ từ 2 trên 20 cân cơ.
mặc cho đẹp, 23 cân cho chị Mai Dung, 23 cân cho chị Quỳnh My, 20 cân cho chị Trần Liên, 25 cân cho chị Nguyễn Lĩnh, 24 cân cho chị Huy Triển, 25 cân cho Linh Sinh, 25 cân cho chị Thanh Đào, 25 cân cho chị Vui Trần. Q105 là còn từ trên 20 đến 25 cân ạ. 25 cân cho chị Nguyễn Hường. Không còn 26 chị gái ơi. Q105 hết 26. Đấy, em chỉ còn đến 25 cân, mỗi số em cho 1 cân luôn, mặc dù có thể mỗi số có thể 2 cân nhưng mà em vẫn chỉ cho bằng đấy thôi, tư vấn cho con mặc cho thoải mái. Đẹp lắm các chị. Cái này từ trên 20 cân nhé, chị nào mà thích. Ví dụ như con các chị 20 cân thôi, nhưng các chị thích cho mặc rộng rộng thôi, thì các chị vẫn có thể lấy Q105 thôi, các chị tăng lên 1 cân thành 21 cân. Em bấm cho. Hai cái 22 cân cho chị Đỗ Mai, 24 cân cho chị Nguyễn Thu. Không còn 26 cân đâu ạ. Em đang mặc là váy len chứ không phải là áo chị ơi. Em đang mặc là mã váy len, em đã lên rồi. Hai cái 25 cân cho chị Nguyễn Anh Tuyết. Hết luôn 25 cân ạ. Hiện tại em còn đến 24 cân cho em thôi. Còn 21, 22, 23, 24 cân là hết luôn. Chị nào chưa được nữa các chị lên nốt nha. Rồi ôi, bán cho các chị. Em nói luôn em bán 230 cơ. Rồi em xả nốt cho các chị em mình rồi. Đấy, còn chị nào chưa được các chị lên nhá. Đẹp lắm, dòng này của em thì quá đỉnh luôn. Váy em mặc là 159 kèm màu, màu đen, màu nâu, màu kem và màu đỏ. 4 màu cho các tình yêu. Đưa đây chị cái màu là váy chị mặc. 23 cân cho chị Bảo Xuyến. 105 các chị kèm cân nặng chị Giang ơi. Lên áo len màu trắng giống anh Trường mặc đi, lát lên nha. Đây, váy em mặc các chị lên comment kèm màu này. Đẹp lắm, nặng chịu luôn. Nâu, 21 cân em cho chị Trần Liên. Chị nào chưa được 105 các chị lên 105 đi ạ. À, kèm với cả cân nặng ạ. À, ô chị Trần Liên là lấy cả 20-21 cân à hay như nào? Ừ, để cái 21 cân thôi, chắc chị lấy một cái 21 cân thôi chị Trần Liên rồi. Thế vừa nãy có một cái 20 cân, thế thì còn một cái trong kia của Q95 hay sao? Hai cái 22 cân cho chị Đỗ Mai. Ok chị Đỗ Mai này. Ơ Đỗ Mai vừa nãy có hai cái 22 rồi, sao comment lắm lần đấy. Thế thì để lại hai cái 22 đi em ơi, không lại còn mất của chị. Có hút đi bé trai cao cấp 210.000. Lát em xả nốt đi cho lỗ lỗ luôn. Mỹ phẩm chắc là tối nay hoặc là trưa mai chị ạ. Em chưa biết lịch như nào. 21 cân cho Bảo Ngọc, Q105 đấy. 10 cân á, 10 cân chị lên là Q95 đúng không? 10 cân chị lên là Q95 kèm cân ạ. Q95 còn từ mấy cân đến mấy cân? Còn 12, 13. Em còn từ 10 cân đến 13 cân mã Q95 ấy. Cũng như thế luôn, đây em để cho bom nhà em đây. Q100 chị. Ơ thế vẫn còn. Thế thì vẫn còn đến 15 cân của Q99. Q99 đừng có kèm cân nặng, em cứ 40 đến 65 cân. Còn nếu như chị cảm giác phân vân thì chị đừng mua, chứ chị đừng kèm cân nặng vào để mặc định cho em làm gì nhá chị nhá. Q100 chị Ly Mi Nương. Q100 chị Ly Mi Nương lấy cả 18 cân kìa. Ok chị Ly Mi Nương nhá. Thế là Q100 chị còn 16. Đây Q95 đây các chị. Q95 là 10 cân đến 15 cân ạ. À, em để cho cả ấm bom nhà em đây các bác này. Xinh cực luôn các chị ơi. Rồi ôi sang chảnh lắm. Em nói luôn các chị cứ ra ngoài shop đi, các chị sờ vào con quần này nhá. Các chị giả người ta kể cả 180-190 người ta đốt vía các chị luôn. Em nói luôn. Không, không có hút đi nào 27 cân đâu, chả biết hút đi mà. Hàng VIP cái mà để cho sâu bom mặc đấy, còn đến size bao nhiêu. Đấy, váy em mặc là lên là 159 các chị kèm màu đỏ, màu nâu cà phê, màu kem mặc và màu đen như em đang mặc nhá. Đấy, chị nào chưa được các chị lên comment này. Đấy, cái này để xuống đây này. 11. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment. Quần này nó có mấy màu đấy mà em lên một màu thôi. Hôm sau em rảnh em sân nốt màu nữa em lên cho các chị sau. Q95 11 cân cho chị Lại Đào. Quần bé 20 cân chị lên là Q100 kèm theo 20 à, Q105 kèm theo 20-21 đi. 21. À cái chị vừa nãy kia kìa, chị comment Q100 kia kìa. Chị gì đấy nhở, một lúc con bảo ấy. Là chị comment Q100 làm gì có 21 cân. Váy 195 màu 159 màu đen cho Huyền Trang. Đây này, cái bàn nào nhỉ? 105 đổi 23 sang 24, hết 24 luôn ạ. À, còn đến 22-23 nhá. Hết 24 luôn. 105 không còn 25, đừng comment 25 nữa chị ơi, lấy đâu ra nữa. 105 còn đến 23 cân nữa là hết hàng. Còn có mấy cái nữa thôi là hết rồi.
Rồi, đâu cái áo len mà giống như chồng nhà con vừa nãy mặc đâu nhỉ? Ở kia nhỉ? Không, nhấc ra rồi mà. Đây sao đấy? Q10521 cân cho chị Hồng Nguyễn nha. Ok chị Hồng Nguyễn, đây áo len giống chồng em mặc nhưng mà màu trắng, phân size ra đi, nhấc xuống đi. L với XL đúng không? Kia kìa phải không? Trên kia kìa. Đấy. Bên cạnh đây em cái gì? Đó, nhấc xuống phân size luôn. Đẹp lắm. Lão chồng em mặc cái này vừa nãy đấy nhưng em chỉ còn mỗi màu trắng. Em còn mỗi màu trắng nên em xả nốt luôn nhá. Em xả nốt luôn 120.000 kèm size luôn. Em thanh lý luôn 120.000 kèm size, em bán cho các chị là 135, 139 đấy. Em bán nốt luôn 120 kèm size nhá. 120.000 kèm size L với cả XL. L là cho chồng cho con các chị em mình từ tầm độ 50 đến 65 cân ạ. XL từ độ 65 cân đến tầm độ 75 cân cho em ạ. Hai size để cho các bác mình thôi. Lên comment vào đây cho em váy ôm nha Mai Đức. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn là mã 120 kèm size. Đẹp đẹp là từ 53 đến 65 ạ. Size L ạ. XL từ trên 65 cân đến tầm độ 75 cân cho em nha các chị nhá. Các chị lên là 120 cho các bác mình kèm size luôn. Em nói luôn của em chuẩn chỉ hàng Quảng Châu. Ô, đưa chị cái mác của nó em ơi. Chuẩn chỉ hàng Quảng Châu, em bán tặng nốt rồi. Em chả có bán nữa đâu, hàng này em dừng rồi đấy các chị. Các chị lấy các chị lên là 120 kèm size nhá. Cổ của nó là dòng cổ 3 phân ấy. Size L cho Huyền Trang, L cho thỏ con. 120 các chị kèm với cả size L và XL nhá. Hai size vào đấy cho các chị em mình chốt nhanh luôn. Váy em mặc là 159 kèm màu ạ. Này cái này các chị chốt nhanh vào đây cho em là 120 kèm size. Đẹp lắm. 49 cân mặc chắc chắn là bị rộng mình ơi. 49 cân mặc cái này chắc chắn là hơi rộng. Đấy mình lấy mình lên comment và đấy cho em luôn là 120 kèm size. L với cả XL có hai size thôi. Anh lại đâu rồi em? Bảo anh là tí nó lắp bản sau đi. Size L cho chị Phương Anh Mai ạ. Nhận được hai áo len nhà Giang chồng cứ bảo chất đẹp thế. Em cảm ơn chị Linh Đại nhá. Mê lắm luôn, chị nào mình chưa được các chị lên comment ạ. 120 trong các chị em mình kèm size. XL em cho chị Thị Xuân Tuyên Đinh ạ. XL cho bác Thị Xuân Tuyên Đinh này. Chị nào chưa được các chị em mình vào các bác mình lên comment nhanh nha. Cho chị luôn cái áo do đi cái chị lên nốt luôn em ơi. Cái nào mà hỏi em không trả lời nghĩa là chưa lên nên đừng hỏi nhé. Hỏi đi hỏi lại hỏi đến bao nhiêu lần người ta đã nói rồi. Váy 159 màu đen cho Mai Đức. Cái này các chị lên nhanh luôn nhá. Áo do đi em còn ít. 159 màu đen cho bác Minh Huyền. Ok bác Minh Huyền này. Cái này các chị lên nhanh luôn em. Áo do đi này cho các bác luôn này. Cái này các chị mua cho con mặc đi học cũng được. Mà sao con này nó cứ phát ra cái mùi thơm thơm ấy nhỉ. Áo do đi đấy các chị, con này nó cứ phát ra cái mùi thơm thơm nhá. Thích cực luôn. 38 đến 48 cân mặc size M. Trên 48 cân đến 55 cân mặc size L cho em luôn ạ. Em còn có mỗi size ML thôi, em tặng nốt luôn 63.000 một cái. Hy vọng các chị vào các chị không so sánh giá nhé. Chuẩn do đi cho các chị em mình luôn ạ. Đây là em bán tặng nốt luôn. Lên luôn cho em luôn là A63 trong các chị kèm với cả size luôn nhé. A63 trong các bác mình kèm size ML. 38 đến 48 cân mặc M. Trên 48 đến 55 cân mặc L ạ. Chốt nhanh luôn là A63 trong mình kèm size. Giá này là các chị chốt nhanh lên vì em còn có xíu à. Thì cái này các chị em mình kể cả thanh lý 8999.000 vẫn là bèo luôn. Các chị em mình vào các chị chốt nhanh lên nha. A63 kèm size cho em luôn ạ. A63 size L cho chị Nguyễn Hồng ạ. L cho Huyền Trang ạ. M cho chị Phương Dung ạ. Đúng rồi, tối qua em còn vẫn đang hai cái size L cho chị Minh Huyền ạ. L cho chị Mai Bùi ạ. 38 đến 48 cân thoải mái size M cho em luôn. Cái gì kia chị Trần Liên tự dưng M2L1 không biết má gì em chịu rồi. L cho chị Hoa Phạm ạ. L cho Thị Xuân Tuyên Đinh ạ. M cho chị Bùi Nở ạ. L cho chị Hoa Ma. Lên rõ là A63 kèm size. 1M1L cho chị Tuyết Đỗ ạ. Đấy các chị chốt nhanh nhá. Hai cái size L cho Vivi Nguyễn ạ. Hết luôn L nhá. M cho anh đẹp trai ạ. Đó em bảo rồi hết luôn L. Còn mỗi M là hết. Hiện tại A63 em chỉ còn M. Chị gái nào chưa được lên nốt. Lên nốt là A63 kèm size M. Em ơi con cứ ngửi cái này cứ thấy nó phát ra một cái mùi thơm thơm. Em còn mỗi M thôi.
Em còn mỗi size M thôi nha. Các chị nào chưa được lên là A63 kèm size M nhá. A63 kèm M vào đấy cho em luôn ạ. Giá cho các chị luôn 63.000 một chiếc luôn. 38 đến 48 cân thoải mái size M nha mọi người. Mọi người chưa được, mọi người lên comment vào đấy cho em luôn. Em chỉ còn mỗi M thôi. Ok, size M cộng với cả Q99 cho bác lợn Suki một con quần lót lông luôn. Ok, bác lợn Suki. Em không còn L đâu chị gái ơi. Các chị mà mấy chị mà comment 2M 1L kia, chị Trần Liên với chị Nguyễn Kiều ấy, em không còn L đâu, chị nào lấy lên A63 size M nữa là hết hàng. Lên mỗi A63 size M nữa là em hết luôn mà. Đẹp quá trời đẹp. Cho các chị lót lông thì các chị chốt nhanh là Q99. Q99 là quần lót lông đẹp lắm, legging lót lông. Cái gì kia, áo khoác hoodie chưa lên đâu nhá. Đừng vào hỏi em lên cái nọ lên cái kia. Nay em lại còn đang đến tháng nữa đấy các chị. Đang đau lắm luôn nên em không nói được nhiều ấy. Đây các chị vào, các chị em mình nhấn. Ui dồi ôi đẹp lắm, lót lông này 40 cân đến kể cả 65 cân chốt lẹ luôn nhá. Lên luôn vào đây cho em luôn là mã Q99 A63 47 cân lấy size M chứ đừng lên kèm cân nặng vào làm gì chị ơi. Đã nhắc là 38 đến 48 cân mặc M rồi lại đi comment kèm cái cân nặng 47 cân thì tôi cũng chịu nha. Đấy cái đây các chị lên luôn vào đây cho em luôn là mã Q99 là quần lót lông em ơi đẹp lắm. Q99 hai cái cho chị Lan Điệp, hai cái cho bác Lan Điệp, những cái cuối cùng rồi đấy, kinh khủng luôn. A63 hai cái size M cho chị Nguyễn Kiều. Chị nào lấy A63 size M là các chị cũng phải nhanh tay, còn một tí đấy thôi là hết đúng không? Đấy, chị nào chưa được các chị lên là A63 kèm size M, còn cái này lên Q99 kèm số lượng nhá. 99.000 một quần đẹp lắm các chị ơi. Đúng là đẹp từng cái đường kim mũi chỉ luôn, lông này sướng không? Q99 một cái cho chị Nguyễn Tú Anh. Hai cái cho chị Đỗ Gia Hân. Ok chị Đỗ Gia Hân này. Chị nào chưa được các chị lên giúp em là Q99. 99.000 đồng một cái cho các bác mình luôn ạ. A63 size M chị Yến Bảo. Yến Bảo đuôi 780 nhắn cho em địa chỉ điện thoại và tin nhắn. A63 size M cho chị Hiếu Đức. Ok chị Hiếu Đức này. 38 cân, 38 đến 48 cân là lấy M đây này chị này. Đây là A63 kèm size M nhá, áo do đi em lên nốt. Q99 size L mua chỗ khác hộ em đi chị Trần Xuyên ơi. Q99 một size, giãn như quần tất luôn, 40 cân đến 65 cân. Ok chị anh đẹp trai một cái. Nó giãn kinh khủng luôn ý, nó co giãn sướng lắm luôn. Nên đừng có vào comment cái gì kia. Ok Q99 hai cái cho chị Hương Mai. Chị Hương Mai có luôn hai cái. Những chị nào chưa được đấy, hàng của em cắt bao trực tiếp luôn cho các chị nhìn luôn ạ. Chuẩn hàng Quảng Châu, không pha không trộm gì nhá. Nên các chị lưu ý luôn giúp em. Đảm bảo cho các chị 99.000 nhưng hàng loại 1. Ok cho chị Hà Bạch có luôn Q99. Vào của anh đẹp trai cộng thêm một cái nữa là 2 này. Đấy, sướng lắm luôn các bác nhìn. Đây cái cạp của nó cũng lót lông luôn và bên trong của nó đường kim mũi chỉ đấy. Q99 ok chị kền kền chúa. Các bác mình nhìn đúng không? Giờ sát cho các chị em mình nhìn rồi đấy các chị. Đẹp kinh khủng luôn ạ. Trời ơi em nói thật luôn, chị nào chưa được các chị lên Q99 nhá. Con này các chị mặc cho em với hoodie hút đủng là đẹp lắm luôn này. Mặc với cả len ướt nữa thôi rồi. Q99 em cho chị Lư Nguyễn. Chị nào chưa được các chị lên cho em Q99 nhá. Mặc quần này không cần phải mặc thêm quần ngoài vẫn cứ ok luôn. Chứ không phải nó mỏng tèo mỏng tẹt như quần tất đâu. Q99 chị Lư Nguyễn vào cộng thêm cái thành hai cái em nhá. Chị bấm ra xong em xóa cái bên trên là được. Lên giúp em là Q99 ạ. Bác Lư Nguyễn có hai cái rồi. Kể cả từ 40 cân đến 65 cân nhá. Mua về ai cũng mặc được cho em luôn. Thêm một cái cho Đỗ Gia Hân. Những cái cuối cùng các chị chốt nhanh ạ. Cho Phương Dung một cái. Chuẩn loại 1 các chị yên tâm đi, kền kền chúa có rồi. Chứ em không tham mà rẻ hơn một vài nghìn xong trộn hàng loại 2 vào mất khách lắm. Hai cái em cho chị Phạm Hoa. Dày đấy chị Linh Đại ạ. Nếu như chị trong Nam chị đừng mua. Trong Nam thì mình không mua nhá. Vì nó sẽ rất là dày dặn luôn. Chị ơi đẹp lắm luôn ấy. Kền kền chúa có rồi, không comment lại nữa chị ơi. Đây để lên cho con nữa gì. Ui dồi kinh nhỏ hết luôn đúng không. Đấy những cái cuối cùng rồi. Những cái cuối cùng đấy các chị. Chị nào chưa được Q99 các chị lên nữa. Để lại một túi gì bán. Mặc đẹp hơn con quần gì đang mặc luôn nhỉ. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em Q99 thôi. Lên thế rồi nhá các chị nhá. Thôi Q99 đừng nước nữa để còn tối gì có lên thì còn có tí rồi lên. Đấy thả thêm 2 này, 4 này, 5 cái tí nó có ai chốt thì đọc luôn. Q99 cho chị Phó Thủy một cái. Ok chị Q99 hai cái cho Vũ Thị Hoài Thu. Ok bác anh đẹp trai chuyển khoản. Vũ Thị Hoài Thu có hai cái. Còn chị nào chưa được nữa các chị lên comment luôn. Bác nào chưa được lên Q99 đi. Các bác vào các bác chia sẻ. Em hơi mệt em ơi. Lên thấy lấy thêm mà chị nước ấm vào đây đi. Uống cho đỡ đau bụng em, đến ngày em đau quá. Lấy lên phải không?
159 màu đỏ cho bác Lan Hà, váy con đang mặc đấy. Nước ấm mà chị. A63 em chỉ còn mờ thôi mình ơi. Chưa lên được bộ nam đâu các chị ơi. A63 em chỉ còn mờ thôi mình ạ. A63 size M cho Thảo Thảo. Ok, Thảo Thảo có luôn A63 size M này. 38 đến 48 cân ok hết luôn nhá. Q99 em cho chị Trần Hương. Ok, bác Trần Hương có Q99. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên nhanh luôn nhá. Con này lấy là A63 kèm size M. Đấy, do đi này em còn mỗi size M thôi. 38 đến 48 cân đẹp nhức nách cho các chị luôn này. Chị nào chưa được các chị lên là A63 size M cho em ạ. Đẹp nhỉ đấy. Rồi, A63 size M cộng Q99 cho chị Vân Khánh. Ok, bác Vân Khánh. Còn bác nào mình chưa được các bác mình lên nốt nhá. Để em qua mã cho các chị luôn này, cho túi này gì nào. Thế thì sợ có mà lại hết luôn quần lót lông. Được. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên váy em mặc 4 màu đây này chị này. Váy em mặc là em lên rồi A63 size M cho chị Nguyễn Lĩnh. Đây váy em mặc là màu kem này. Màu nâu này, nâu nó nâu cà phê nhá. A63 size M cái gì 99 là cái gì chị Đinh Mừng comment lại đi. Và màu đỏ. Váy em mặc lên là 159 kèm màu. Màu đen, màu đỏ, màu nâu với cả màu kem. Đen đỏ nâu kem ạ. Đau quá. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em luôn nhá. Nỉ Nam em không còn hàng rẻ đâu nha. Nên đừng hỏi bộ Nỉ Nam làm gì. Rồi. Tâm Trí vào len quần bỏ đây. Ui em cảm ơn bác Trí Tài Nam nhá. Cảm ơn bác nhiều nhá. Rồi mọi người chia sẻ tiếp tục này lên cho các chị em mình. Ôi chả lên cái đấy. Nó lên cái gì cho các chị em mình. Lên cho các chị em mình một mã áo quá. Đau quá, định lên quần tomboy này. Định lên quần tomboy nhưng mà lại đang đến ngày lại mặc mẫu lại lười. 159 màu đen cộng A63 size M cho chị Hoa Đỗ Minh. Ok chị Hoa Đỗ Minh này. Út đề bé có mấy cái mà không có hàng rẻ đâu. Chị có lấy không? Cái đấy cho con luôn còn mấy số gì đâu. Chút nữa hết hàng còn gì nữa. Hôm trước xả rồi. Em đã nói là em xả hết chút nữa rồi. 210.000 cái này chị nào lấy em để nốt cho 199.000 kèm tâm nặng nhá. Lót nhung đây này. 13 cân, 13, 14. Còn đến số mấy đúa. Em còn 13, 14 đến 25 cân nhá. Đấy chị nào lấy. Em còn từ 14 cân đến 25 cân, 199.000 một cái. Út đi hàng cao cấp, chị nào mình lấy thì các chị em mình có thể lên comment. 14 cân đến 25 cân cho em ạ, bên trong là lót nhung. 199.000 kèm cân nặng. Lên rõ vào đây cho em là 199 kèm cân nặng cho em luôn ạ. Chị nào chưa chốt được các chị em mình chốt luôn nhá đấy. Hút đi bé, còn mỗi cái hàng cao cấp này thôi. Hàng thường em cũng không còn nữa luôn. 199.000 kèm cân nặng nhá, đẹp kinh khủng luôn, lót nhung luôn. Các chị mua toàn 360, 370 một chiếc thôi. Lên gió là 199 kèm cân nặng đấy, chị Thảo Hoàng lên comment đi. Cho chị tomboy đi, chị mặc tomboy để chị lên đi. Yeah. 199, 16 cân cho Thư Thu một cái. Ok cho Thư Thu này. Từ tầm độ 14 cân đến độ 25 cân nhá. 199, 25 cân cho chị Vũ Thủy một cái. 16. Đấy số thứ 2. 25 cân chị Vũ Thủy có rồi. 13 cân cho Bảo Trang, cái số nhỏ nhất. Ok Bảo Trang. 13, 14 đến 25 cân. Chị nào mình chưa chốt được các chị chốt lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Rồi em lên một mã quần tomboy được không? Tomboy nâu tây nữa nhá. Xong lấy luôn cho chị áo cho luôn cho chị áo màu len ướt hết hàng còn đâu nữa mà lên. Lên tomboy để mình lấy mấy cái. Chị lên quần tomboy này, xong lấy cho chị luôn quần lấy luôn cho chị con áo len tay bồng. Áo len tăm tay bồng. Còn màu gì? Màu đen còn có mấy cái đừng đưa chị mặc không các chị comment màu đen là chả còn là hàng luôn. Đưa chị cái màu đỏ chị mặc luôn. 199, 18 cân cho chị Đinh Thế. Ok chị Đinh Thế. 18. Rồi em chút xíu nha các chị gái ơi. Đau quá. Các chị em mình vào các chị nhấn chia sẻ đi để em mặc luôn cây này em lên cho các chị em mình luôn này. Lên luôn tomboy cho các chị em mình luôn nha.
Các chị em mình vào, các chị em mình chia sẻ lên đi, em lên quần combo cho các bác này. Chờ em chút xíu. Ôm luôn cho chị cả những màu khác của mã này về đi em ơi. Màu cho chị cái màu màu đấy, màu kem đấy. Đây màu đỏ, màu trắng với màu nâu. Cái gì ơi? Thúy Nguyễn á. Ok chị Thúy Nguyễn 19925 cân. Bấm luôn. Vào thì bấm luôn. Không. 21 cân Cúc Vũ. Ok 21 cân cho bác Cúc Vũ Thị Cúc. Đợi em nhá, em đang mặc cho các chị cả bộ này, các chị chờ em 30 giây. Rất thích mặc con này, tay nó hơi bồng một chút, rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi lên cho các chị này áo khoác nam cho 80 cân. Đừng hỏi em có cái nọ có cái chứ không các bác ơi. Em đang nhũn hết cả người ra rồi này. Này em lên áo em đang mặc trước nhá, xinh lắm. Con này nó khác cái con kia là tay của nó bồng nên nó có cái độ mềm mại, các chị mặc rất là đẹp luôn. Kể cả các chị em mình bắp tay to này, hay các chị em mình béo béo, các chị mặc nó rất là xinh nhá. Em có màu đỏ, màu nâu với màu trắng, đưa đây chị em ơi. Đỏ nâu trắng á. Các chị lên comment cho em là A65 cho các bác mình kèm màu luôn. Đỏ nâu trắng đen còn mấy cái lên nốt đi. Đỏ đang mặc bây giờ rơi làm gì đấy. Đen em còn mấy cái, các chị lên nốt luôn là cả màu đen nhá. 65.000 đồng một cái, đen em còn có mấy chiếc thôi. Các chị lên comment là A65 kèm theo màu đỏ, màu đen, màu nâu này. Nói nâu tiêu của nó với cả màu trắng cho các chị em mình luôn, tay bồng nhá. Xinh cực kỳ, các chị 40 cân đến kể cả 60, 61 cân. Đẹp lắm. Con này các chị kể cả các chị mặc với chân váy cũng đẹp luôn. Lên vào đấy cho em là A65 không, các chị kèm với cả màu. Toàn 89 cân, 199 còn 25 cân không gì? Còn 25 cho chị Như Hà Minh luôn là hết. Ok chị Như Hà Minh nhá. A65 kèm màu này. Đen cho Trần Anh Đào Trần, trắng cho chị Đỗ Gia Hân. Đen cho Trần Thị Tê Hương. Màu trắng chị Đỗ Gia Hân có rồi, đen đỏ cho chị Linh Đạt. Màu trắng cho Huyền Trang. 199 Thư Thu một cái 13 cân là ok. Thư Thu là số nhỏ nhất. Em nói luôn cái này màu đen, chị nào lấy kèm màu khác em chốt, còn lấy một cái màu đen em cũng chả chốt luôn vì còn có mấy chiếc thôi. Màu trắng ok cho chị Thị Xuân Tuyên Đinh. Màu đỏ cho chị Thúy Lưu. Lên cho em luôn là A65 luôn các chị kèm màu nhá. A65 luôn các chị kèm màu vào đấy cho em luôn ạ. Màu đen phải kèm màu khác mới chốt, còn không chốt để lại luôn. Để lại cho khách nào các bạn ấy ôm đổ. 100 cái thì còn có được mấy cái màu đen. Màu trắng em cho chị Phương Anh Nguyễn. Màu đỏ, màu trắng, màu nâu. Một cái màu đen không chốt nói luôn nha. Không, 199 em không còn 25 cân nữa đâu chị. 199 em chỉ còn đến 20. 16 cân đến tầm 22. Em còn từ 16 đến 22 cân thôi. A65 màu nâu em cho chị Suli một cái. Đấy, nâu của nó là nâu tiêu đẹp lắm. Chị nào chưa được A65 các chị lên là A65 kèm màu nhé. Màu trắng, màu đỏ, màu nâu. Màu đen, màu trắng là chị Thúy Nga. Ok chị. Một cái màu đen không chốt. Em nói rồi đừng có lên màu đen không làm gì. Nói thẳng luôn. Lên A65 một cái. Nếu như muốn lấy một cái màu đen lên 85.000 màu đen. Vì em bán 85, 89 cơ. Còn một cái, còn mấy cái màu đen là em cho kèm còn mỗi cái đen nữa. Em nhìn kỹ đó chị. Đây là váy. Váy mà. Ôi em bị sao vậy? Chịu em luôn, em không nhìn ở Huyền. Cầm cái cục nó khác nhau như thế mà lại bảo còn được một cục nữa. Ok, màu trắng, màu nâu cho chị Nguyễn Tú Anh. Màu đỏ cho chị Hồng Yến Nguyễn. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em A65 kèm màu nhá. Đẹp dã man luôn. Xinh lắm luôn cho các chị luôn này. Đừng comment. Đỏ trắng em cho chị Linh Sinh. Địa chỉ số điện thoại nhắn tin, tin nhắn đừng comment trên này nhá. Cái bà gì cái xuyên do mi lấy đen trắng nhá. Đôi 298 nhắn địa chỉ điện thoại vào tin nhắn. Rồi qua cho các chị em mình luôn này. Lên cho các chị em mình luôn. Quần em đang mặc các chị chốt nhanh luôn cho em là 110 kèm size nhé. 110 kèm size SMLXL màu nâu tây ạ. S cho các chị em mình. Con này mà mặc với con áo màu trắng thì đẹp lắm. Nhưng mặc áo màu trắng lên nó bị phản màu đây này. Đấy các chị thấy không?
nó bị hút hết ánh sáng nên em không mặc được màu trắng. Chứ không mà con này mặc với màu trắng đẹp lắm. Đi chơi em toàn mặc cái màu trắng. S từ 40 đến 47, M các chị từ trên 47 đến 51, L các chị từ trên 51 đến 56, 57, XL từ 57 đến 63, 64 cân. Đấy, các chị lấy quần này, các chị lên là Q110 kèm size lên một cặp đúng không? Một thứ nhất đúng không? Một cặp đúng không? Lên comment ở đấy cho em luôn, cặp như em đang lẫn cái gì lấy, vầng cái gì hả em? Chịu luôn. Rút cái mặc cái bề mã khác. A65 màu đỏ em cho chị tranh trái mùa. Q110 các chị kèm size A65 đỏ chị Thị Xuân Tuyên Đinh được luôn này. Đen không còn đen, đừng lên đen. Hết đen, đừng ai lấy đen làm gì nữa nha các chị ơi, hết đen rồi. Rồi Q110 này. Size M cho chị Cúc Vũ Thị Cúc. S cho Bảo Ngọc, L cho Vi Vi Nguyễn, S cho chị Thuận Yến, M cho Thủy Ngân, S cho Thỏ Con. Con này bất chấp tất cả các thể loại áo luôn nhá. Lên comment vào đấy cho em luôn, quần em mặc đẹp lắm. Quá địch A65 màu đỏ cho Quỳnh My. Quần em mặc các chị lên là Q110 kèm size M cho Chán Bướng. Chuẩn U Mì Mác Nâu cho các chị luôn ạ. S cứ từ 40 đến 47, M từ trên 47 đến 51, L các chị từ trên 51 đến 56, 57, XL từ 57 đến 63, 64 cân. Nói 110.000 một quần cho các chị em mình chốt luôn nha. Nói thật với các chị em mình quá đỉnh luôn cho các bác luôn. Nói con này các chị mặc cả 4 mùa, kể cả thu, đông, xuân gì hay là mùa hè, các chị mặc với những con sơ mi, sơ mủng đều đẹp luôn. Lên nhanh vào đấy cho em là Q110 xong các chị em mình kèm size lên nha. Đấy, Q110 kèm size eo đẹp dã man luôn trời ạ. Càng ngắm càng thấy đẹp cho các chị. Ép em cho chị Hương Luật một cái. Các chị lên là Q110 xong các chị em mình kèm với cả size nha. Bảo Anh là ghế thì để bàn thì để lắp sau đi, xuống mà like đi. Anh làm cái gì trên đấy đấy? Lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Mã cho em là mã 110 xong các chị em mình kèm với cả size vào. 110 các chị kèm size cái đấy bỏ cái gì, chắc là con phải để lại vì con đang đến ngày mà mặc thì không bỏ ra được. Chị nào chưa chốt được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Áo ấy 110 XL cho chị Bohin một cái. Áo các chị lên là A65 kèm theo màu đỏ, màu trắng với cả màu nâu. Đỏ trắng nâu 110 size L cho Suli một cái. Đưa anh áo kia màu nâu cho anh mặc, hoặc là màu đen kia có ít đấy nhá, phân size cho anh mặc. XL cho chị Nhi Dung một cái. Anh phải mặc size giữa áo đấy, anh mặc size giữa. Size S em cho chị Linh Sinh một cái. Chị nào chưa được Q110 các chị lên luôn là Q110 kèm size nhá. S, M, L, XL vào đấy cho các chị em mình luôn ạ. Quá đẹp cho các bác mình luôn, quần này mặc với tất cả các thể loại áo luôn. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn này. Mặc sang với một con áo màu kem, nâu kem này. Size L cho chị Thị Xuân Tuyên Đinh một cái. Ok, chị Thị Xuân Tuyên Đinh ạ. Chị nào chưa được các chị lên comment nhá. Đây áo màu nâu đây các chị nhìn này. Đẹp lắm, đợi em chút xíu em mặc sang con áo màu nâu này nhá các chị nhá. Chờ em tí. Cũng bao nhiêu tấm mà không được. Con này tay nó chỉ khác mỗi cái tay nó bồng lên thôi là mà mình mặc nó đã khác hẳn luôn rồi. Dễ chịu mà thích cực kỳ luôn ấy. Chị nào thích lấy em này các chị lên này. Màu nâu kem của nó cũng đẹp lắm các chị. Nâu của nó là nâu tiêu. Các chị nhìn này, vai nó hơi bồng. Các chị mặc lên sang cực kỳ luôn. 110 size M cho chị gì kia, Thị gì kia, Thi La Hà. Chán Bướng là có M từ nãy rồi mà. Chán Bướng ơi, lấy thêm hay như nào đấy. Chán Bướng có M từ nãy rồi mà. Đấy, chị em nào chưa được các chị lên comment nhá.
yếu quá. Chị nào chơi được các chị lên comment vào đấy. A65. A65 cho các chị em mình kèm với cả màu nhá. Màu đỏ, màu nâu với cả màu trắng, ba màu cho các chị gái mình luôn. Bác nào chưa chốt được các bác lên comment. Lên luôn áo, đây áo chồng em mặc em lên luôn bây giờ đây. Nó có ít thôi nhưng mà nó là hàng đắt. Chị nào mình muốn mua cho chồng cho con nhé. Con này các chị muốn mua cho chồng cho con đều được, đẹp lắm luôn. Vì nó là hàng da lộn đấy các chị, đẹp kinh khủng luôn. Nói đơn giản thôi nhưng ấm với đẹp cực kỳ luôn nha các chị. Đẹp kinh khủng luôn, trên màu đen thì các chị không nhìn rõ da lộn. Chữ này của nó toàn bộ là chữ thêu nha các chị nhá. Ba size cho các bác mình, XL, 2XL và 3XL. XL là cứ từ tầm khoảng 48 cân đến tầm khoảng 57 cân. Size 2XL từ 58 cân đến 62 cân. Size 3XL từ 63 cân đến tầm 69, 70 cân. Em bán nhanh luôn 135 nghìn một cái. Các chị lên luôn là 135 xong các chị em mình kèm với cả size nhá. 135 kèm size XL, 2XL, 3XL cho em luôn ạ. Hàng này là của hiếm luôn. Hồng Yến Nguyễn kia có A65 đỏ nâu kem gì. Sao lại nâu kem là cái màu gì? Một là nâu, hai là kem thôi. Nâu kem là một, chị đừng comment nâu kem. Đến lúc nhân viên đi tìm lòi mắt không biết được đâu. Vừa nãy chị này chị có lấy đỏ rồi cậu. 135 các chị kèm size luôn nhá. Cái này thì đẹp lắm. Hàng này thì không, hầu như chả có shop nào bán like đâu. Nó là hàng bán shop mà. Em cho về để bán trên các cơ sở shop lẻ nhà em cơ. Đây em bán cho các chị trên này luôn. 2XL em cho chị Trang Nguyễn, XL cho chị Hoa Hoài Hương. Chị lấy size 2XL chị viết liền vào XL cho chị Bảo Xuyến. Cái này có 135.000 quá đẹp luôn. Các chị mua toàn 280-290 thôi. Áo này chị mua cho con trai mặc đẹp mê luôn. Đấy em cảm ơn chị Thanh Trà. Em bảo chất nó đẹp lắm. 3XL em cho chị Đỗ Gia Hân. Đỗ Gia Hân có 3XL rồi nhá mình nhá. Đây chồng em là 1m71, 1m72 đấy. Nặng là 60-61 cân, đang mặc size 2XL đúng không? Đấy, cứ từ tầm khoảng 48 cân đến tầm 57 cân mặc cho em size XL. 58 đến 62 cân mặc size 2XL. 63 cân đến tầm 69-70 cân mặc cho em size 3X. Cộng vào của Hồng Yến Nguyễn cộng thêm màu kem kìa. A65 màu nâu cộng với cả Q99 cho chị Nguyễn Tuyên. Lót lông đấy. Chị Nguyễn Ngọc Hoa kèm mã vào giúp em ạ. 135 ạ. Mã là 135 đằng trước xong mới kèm size đằng sau cho em chị ơi. Ui dồi ôi đẹp lắm. Nó là da lộn sờ nó sướng lắm. Hàng này hầu như chủ yếu người ta sẽ bán ở shop thôi. Chứ còn bảo để bán like hàng này là gần như người ta không có bán đâu. Vì bán like mà các chị bảo con áo, một con áo đơn giản như thế này mà bán hơn 200 nghìn thì bán like ai người ta mua đâu. Chủ quan có cái là em bán tặng cho các chị. Size 2XL em cho chị Thúy Nguyễn. Các chị lên là 135 cho các bác mình kèm size nhá. Size 2XL em cho chị Trần Liên ạ. XL, 2XL và 3XL. 3XL cho chị Nguyễn Ngọc Hoa. Chị Nguyễn Ngọc Hoa có luôn. Chị nào chưa được các chị lên là 135 cho các bác mình kèm với cả size. Quay cái hàm vào trong đau đầu quá. Size 2XL em cho chị Thanh Mai ạ. A65 màu nâu cho chị Nguyễn Hường ạ. Áo ấy chị đang mặc ạ. Ok chị Nguyễn Hường ạ. Chị nào chưa được các chị lên nhá. Áo em đang mặc là 65.000. Vai của nó hơi bồng đấy này. Không phải là hàng ôm thông thường đâu. A65 là em có màu nâu, màu trắng với cả màu đỏ. Đưa giúp chị một cái màu đỏ lên đây. Đây nâu trắng đỏ ba màu áo em mặc nha các chị nhá. 65.000 là áo em mặc. Chị nào lấy các chị lên comment. Rồi chữ này toàn bộ chữ thêu luôn. Rõ đẹp luôn. Đấy, bác nào mình lấy cái này A65 là áo em đang mặc. Cái này lên là 135 kèm theo size. Đấy, 135.000 kèm theo size. 135 size 3X em cho chị Nụ Hoàng. 66 cân mặc size 3X đi chị ơi. 66 cân lên size 3X đi. Em nói thật luôn, hàng này thì chắc chắn các bác mình biết luôn. Kể cả các chị mua cho con trai các chị. Hàng này nếu như chạy ra shop mua không bao giờ có giá dưới 280 luôn. Bột canh chả biết được còn hay không, cứ bấm vào đấy còn các bạn chốt. Size 2X em cho chị Lan Điệp một cái. Các chị lên vào đấy cho em luôn là 135 kèm size nhá. XL, 2XL và 3XL cho em luôn ạ. Đẹp nhỉ. Sờ sướng lắm, nó như nhung luôn ấy. A65 màu nâu cho chị Loan Còi. Ok chị Loan Còi. Bác nào chưa chốt được các bác mình chốt nhanh luôn nha các chị. 135 hai cái size 2X em cho chị Thảo Nguyễn. Ok Thảo Nguyễn có luôn hai cái 2X này. Một cái XL em cho chị Kim Trần ạ. Chị nào chưa được các chị lên comment này. Quần hộp làm gì có hàng đâu chị. 2X còn có một cái là gì? Đấy, size 2X ở đây còn hai cái. 2XL em còn có hai cái là hết. Size 2XL cho chị Trần Tê Thương một cái. Ok, chị Trần Tê Thương là còn có một cái 2X nữa là em hết luôn. Chị nào chưa được lên 135 kèm size nhá, đẹp lắm. Bảo rồi, riêng con này các chị mà không chốt không bao giờ các chị mua được ở đâu luôn. Xong rồi em lấy cho anh mặc luôn cái màu ghi kia cho chị luôn. Cái chị Hồng Yến Nguyễn này là có đỏ với nâu từ nãy rồi không comment lại nữa cho chị Hồng Yến Nguyễn ơi. Đấy, còn chị nào chưa được 135 các chị lên 135 kèm size đi.
XL, size 3XL cho chị giọt sương mai. Rồi còn bác nào chưa được các bác mình lên comment ở đấy cho em luôn. Em chả có lên bộ nào là bộ nam 135 hết nhé. Đây là áo da lộn, áo chất da lộn, áo nỉ da lộn cho nam hàng VIP luôn. 135 các chị em mình kèm size giặc không chị ơi, cái này là XL từ 48 đến 57. Size 2XL từ trên 57 đến 62. Size 3XL từ 63 cân đến tầm 69, 70 cân cho em thôi. Đấy, có 3 size để cho các bác mình luôn nhé. Hàng này đảm bảo không một người nào bán lẻ đâu, em nói thật. Không có một người nào bán like luôn nha. Bác nào chưa được lên 135 kèm size luôn ạ. 135 nhá. A65 màu nâu cho Trần Hương, áo chị đang mặc đấy. Chị nào chưa chốt được các chị em mình chốt luôn. Ui màu này đẹp thế. Rồi em nói thật đẹp kinh khủng luôn đây các chị. Đẹp lắm, cái này các chị lên cho em là 133 đi. Em cho luôn 133 kèm màu luôn. À 133 cũng kèm size luôn nhá. 133 các chị em mình kèm size. Ô đẹp kinh khủng luôn rồi ơi. Cái màu này còn ít lắm. Các chị lên 133 cũng kèm size XL, 2XL và 3XL. Con này kể cả em bán 220 thoải mái. Đây bán cho các chị em mình có 133.000 đi. Em ơi sờ cũng sướng luôn. Form phiếc á, trời đẹp luôn các chị. 133 xong các bác mình kèm size vào đấy cho em luôn nhá. 133 đổi cho chị cái 2X được không? Xem Thảo Nguyễn cho em kìa. 2X 2 màu được không? Ôi xem Thảo Nguyễn ơi. Thế để một cái 2X ra đi, mất thời gian quá. Đặt đặt cho rõ nó sang vào, xong đến lúc mất thời gian của người khác ra. Chị lấy thêm màu này nữa. Chắc thế hay sao? Thôi tạm thời không cho luôn, cho có một cái. Không thích cho nó luôn, cho một cái của 2X của cái mã kia thôi. 133 size XL cho chị Hồng Yến Nguyễn. 133 size 2X cho Phương Anh Nguyễn. Rồi 133 XL cho Đặng Giang Trâm. Công ảnh đại diện chấm lên luôn, kiểm tra luôn em nhé. XL em cho chị Trang Nguyễn một cái. Hết luôn XL. Rồi hết luôn cả XL này. Hết luôn XL nha các chị ơi. Còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn này. XL, XL hết luôn đúng không? Em chỉ còn có một cái 2X đúng không? Với cả còn mấy cái 3X là em hết. Các chị ơi đẹp lắm. Đây các chị nhìn cho em mê mẩn cho các chị luôn này. Xong còn nốt cái màu nâu kia nhấc nốt ra em ơi. Màu nâu chẳng cần mặc vào đâu, còn ít đấy lên nốt luôn. Bán cho các chị em mình có 133.000 thôi. 65 cân phải mặc size 3X lên luôn đi, không hết hàng. Lên lên là 133 size 3X là hết luôn. Cái đấy không cần mặc đâu bạn. Mang ra để bóc luôn, chẳng cần phải mặc nó luôn. Đây con màu be đậm này. 133 em còn mấy cái 3X, chị nào lấy lên nốt với một cái 2X. Cái này các chị lên luôn nhé, màu này cho các chị em mình luôn, cho các chị em mình tặng đi. Màu này em tặng luôn 131.000 luôn đi. 131 kèm size luôn nhé. Cái này các chị lên là 131 xong các chị em mình kèm với cả size. 131 cũng từ 48 cân đến 57 cân mặc XL. 58 đến 62, 63 cân mặc cho em size 2XL. Từ 63 cân đến 69, 70 cân mặc cho em size 3XL. Đấy, chị nào chưa chốt được các chị em mình chốt nhanh vào đây cho em luôn nhé. Cái này lên nốt là 131 kèm size nhé. Này còn có mấy cái tôi đếm trên đầu ngón tay. Chuẩn này, cũng da lộn này, sờ này. Mướt như nhung luôn. Mướt như nhung luôn thì các chị sướng cực kỳ luôn, đã lắm. Các chị em mình lên comment vào đấy cho em nha. Hơi đuối. Chưa đi được đơn nào. 133 thêm cái 2X cho Phương Anh Nguyễn là hết luôn 2X. Ok chị Phương Anh Nguyễn. Cái này lên 131 kèm size nhá. 131 size XL cho chị Thúy Hương Phan. Đẹp lắm, cái này kể cả các chị mua cho con các chị mặc. Thanh niên, thanh niếc gì đấy hay chồng con các chị đều mặc được, nó rất là sang luôn. Này em còn không nghĩ em dự định em bán lẻ cái này đâu. Em bảo chỉ để bán trên shop thôi. Rồi còn chị nào chưa được nhá, các chị lên luôn vào đây cho em luôn này. Chị Thảo Hoàng chuyển khoản ok chị. XL em cho chị Hồng Yến Nguyễn. 131 chị nào chưa chốt được XL cho chị Hân Hân. 131 các chị chốt nhanh nhá. Đẹp nhỉ, màu này đẹp lắm, màu này mặc lên để rõ sáng ra nữa luôn. XL cho Huyền Trang một cái. 56, 57 cân vẫn đang mặc XL mình ơi. 58, 59 thì lên 2X nhá chị nhá. Chị nào chưa chốt được các chị lên comment ạ. Còn nhiều lắm, còn rất rất nhiều luôn. 133 không còn size nào ngoài size 3X nhá chị nhá. 133 chỉ còn size 3X. Đau quá chị ơi, áo chồng chị mặc có màu đen không, để em size nhỏ nhất. Còn là mã 135.
Áo chồng em mặc màu đen là má 135 kèm size XL2, XL3, XL. Màu đen là 135 nhá. Đấy, màu chồng em mặc là 133. Nhưng mà 133 thì chỉ còn size 3X. Còn màu này là 131. 131 thì còn đủ size XL2, XL và 3XL. Hai chị nào chưa chốt được, các chị lên comment vào. Cái này không phải là nỉ thường đâu, nó là da lộn, nỉ da lộn luôn. Đẹp kinh khủng. 131 size 2X cho chị Suli. Còn chị gái nào chưa được, các chị chốt nhanh luôn nhá, đẹp lắm. Mà cái này nó đẹp mà nó ấm nữa chứ. Quần em đang mặc là má Q110 kèm size SML XL chị ạ. Đấy, chị nào chưa chốt được các chị lên luôn nhá. Qua mã cho các bác mình luôn này. Cho chị luôn quần size đại của Nam em ơi. Quần size đại của Nam chắc bữa nay nữa là hết rồi. Quần size đại là 70 đến 85 cân nhá. 135 size XL cho chị Đặng Thị Tiếp. Áo em mặc là A65 kèm màu nhá. Áo em mặc là A65 kèm theo đỏ này, trắng này với cả màu nâu em đang mặc. Đỏ trắng nâu 3 màu. 133 size 3XL cho chị Phương. Ok chị Trịnh Phương, áo em mặc là tay nó hơi bồng đấy. Không phải là hàng thường đâu, hàng tay bồng mà. Nên em bán 65.000 là quá bèo luôn này. Nào quần nam, ui đẹp lắm luôn quần nam các chị. Quần nam này 131 size 2X cho bác Trịnh Huệ. Ok bác Trịnh Huệ này. Đây quần nam các chị phải chốt nhanh không là hết nha. 70 cân đến 85 cân quần nam size đại. Khách nào nhận cũng khen luôn. Eo nó đẹp một cách kinh khủng luôn ấy. 70 đến 85 cân có hai màu duy nhất cho các chị em mình. Mỗi màu còn ít nữa là hết. Đẹp lắm các chị ơi. Em nói thật luôn, quần này bà nào nhận cũng ra ngôi sao mà nó đẹp thế. 70 đến 85 cân các anh mặc ok cho em luôn này. Kể cả từ cái kéo khóa của nó, khóa quần này. 135 3X cho chị Hoàng Minh Hương. Chị gì? Hoàng Minh Hương. Hoàng Minh Hương. Ok, 135 size 3X cho chị Hoàng Minh Hương. Cái này các chị lên nhá, 70 đến 85 cân ạ. Đẹp lắm, hai bên túi quần kéo khóa, túi sau cũng kéo khóa, đẹp kinh khủng luôn. Hai màu nhá, màu đen với cả màu ghi, ghi này của nó tông ghi đá đẹp thực luôn. A65 màu da là màu gì, em đọc màu này màu nâu. A65 nâu cho Kim Trần. Được chưa? À, áo chồng em mặc không có size 80 cân đâu nha. Đừng comment 80 cân làm gì. Áo chồng em mặc chỉ còn mỗi size từ 63 cân đến 70 cân thôi. Này cái này các chị lên là 140 cho các chị kèm màu nhá. 140.000 một cái, em bán 185 đấy. Em xả nốt luôn 140 các chị kèm màu. Đẹp kinh khủng luôn, 70 cân đến 85 cân cho em ạ. Cái chất nó đẹp phải gọi là thật sự luôn, khách Nhật hàng mà cũng ngạc nhiên luôn mà. 70 đến 85 cân cho em thôi. 135 size 3XL và 3XL. Ok chị Phạm Thị Minh Hòa. Còn chị nào mình chưa được các chị lên. A65 màu nâu cho chị Giang cái gì Đặng Giang Trâm. Còn chị nào chưa được các chị lên A65 màu nâu cho chị Phan Nhung áo chị mặc đấy. Ok chị, 140 hai cái hai màu cho chị Hoa Phạm. Chị nào lấy các chị lên là 140 kèm màu. Mà nói đi, và giới thiệu đi, mẹ đau quá. Mẹ giới thiệu 70 đến 85 cân. Cười thôi. Cười chả nói gì nữa đi. Đọc đi, đọc cho các chị đi. 135 đấy lên. 140 lên. 135 còn đang có chỗ cách chốt dưới đấy. Chỉ cho người ta đọc. 135 3XL cho chị Nguyễn luôn ạ. Hết luôn 3XL. 135 chỉ còn. Rồi đang 140 đi ô kìa ông này. 140 hai cái hai màu cho chị Hoa Phạm ạ. Cho chị Thúy Nga đen ạ. Hai chiếc hai màu cho chị Hiền Hương Trương ạ. Ui không cắt ra đâu. Đen mà ghi cho chị Hồng Nguyễn ạ. Đen cho chị Thúy Nga. Hai cái hai màu cho chị Vi Vi Nguyễn ạ. A65 trắng có. Cắm giọng máy chủ đi. Cho cô bé Bọt Biển ạ. Đen cho chị Giò Sương Mai 140. Lên vào đấy cho em 140 xong các chị kèm màu đen với cả màu ghi luôn nhá. Chị Kim Trần kèm màu giúp em ạ. Hai cái thì là hai màu luôn. Ok chị Kim Trần. Chị nào chưa được các chị lên là 140 xong các chị kèm màu đen ghi. Hết chưa, ngoài kia hết chưa? Đấy chị nào chưa chốt được các chị chốt nhanh luôn là 140 kèm màu nhá, là em hết hàng. Đen còn mỗi cục đây là hết rồi đúng không? Đấy, bác nào mình chưa chốt được các chị bác Thúy lên. Chị Thúy Nguyễn 140 hai màu ạ. Đẹp lắm luôn ý. Em không còn ở đâu, hàng này hết rồi các chị em mình, không có hàng ở đâu nha các bác nhá. Chứ em bán 180-185 nghìn, em xả nốt 140 nghìn rồi. Là em bán nốt cho nó hết thôi. Ui dồi ôi, ghi của nó ghi đá đẹp kinh khủng luôn. 140 ba cái màu đen cho chị Đinh Thế ạ. Chốt nhanh nhá, màu ghi đẹp nhá. Ghi đẹp xuất sắc luôn này.
Nó không phải là hàng hàng hai cái ghi lên cho chị Ngọc Hân ạ. Các chị chốt nhanh ạ, 75 cân mặc thoải mái đẹp các ơi, lấy đi. Lấy đi không là hết rồi ấy. Nhanh không lại hết đấy, các chị lên là 140 xong các chị kèm màu nốt luôn cho em nhá. 140 hai màu cho chị Lê Ngọc Quỳnh. Quá đẹp luôn, cái này thật sự luôn. Khách VIP này em mua về các chị bảo em mà ra là chả có phân biệt khách nọ khách kia, nhưng đúng thật sự khách VIP này em mua cái này nhiều lắm. Mua về các chị khen nhiều. Ui đẹp quá, kể cả lúc em bán 185.000 cũng thế. Các chị lên là 140 xong các chị kèm màu nhá. Màu đen với cả màu ghi ạ. Nên mua cả hai màu về cho chồng cho con mặc. Đẹp kinh khủng, cái này thì mặc được cả 4 mùa. Nó không bị như quần nỉ. Tức là nó dày hơn cái quần mùa hè một chút nhưng mà nó không như quần nỉ. Quần nỉ thì chỉ mặc thu đông thôi. Đúng không ạ? Nhưng quần này thì mặc cả 4 mùa luôn. Đấy. 135 60 cân là cái gì? Là mã nào? Không còn, hết hàng rồi chị ơi. 135 60 cân hết hàng rồi. Rồi còn chị nào chưa được nhá, các chị lên comment vào đấy cho em luôn này. Đẹp mà không có size nhỏ hết rồi chị ạ, không còn nữa luôn. Lỗ mà em bán nốt luôn, 185 em cho nốt luôn 140.000. Các chị lên 140. Mà ghi cho chị Hà Mạnh ạ. Đen ghi cho chị Nguyễn Thảo ạ. Nguyễn Thảo đuôi 278 nhắn địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn nhá chị nhá. Đấy, đen còn có cái nữa là hết luôn. Chứ các chị em mình sợ em lừa à. Em nói thật, em bảo em xả 140 đến giờ này là nó hết rồi. Đen là còn có một cái, còn đâu là còn cái màu ghi này. Ghi của nó ghi đậm, ghi đá đẹp kinh khủng luôn. Không có nhiều đâu. Em bảo là em mà còn nhiều thì em xả giá này, có mà em vỡ nợ. Hai bên túi quần kéo khóa, túi sau kéo khóa rồi. 70 cân đến 85 cân cho em chị ơi. Đen nha chị Đỗ Gia Hân, hết đen này. Đã bấm nhá. Hiện tại còn mỗi ghi thôi là hết, không có hàng nữa. Bây giờ mà về hàng cho các chị em mình phải bán 185. Hết đen rồi ạ. Đến chị Đỗ Gia Hân có đen rồi. Em hết ngô rồi chị ơi, em còn mỗi nho thôi. Bác cứ lấy nho không cho em dọn nốt cho gọn kho. Em còn mỗi nho em đang bán nốt luôn là 90.000 một hộp. Mã ra mặc đây là tay bồng còn gì? À không, tay bồng không mặc có. Em mặc là tay bồng cái gì? Màu ghi cho chị Ly Mi Nương ạ. Dáng em mặc đây là dáng tay bồng rồi còn gì nữa chị? Chị đòi không tay bồng. Không tay bồng á, không tay bồng trả lên nữa đâu chị. Ghi chị Ly Mi Nương có chị nào chưa được lên nốt nó đẹp nhở. Còn được mấy chục cái màu ghi nữa em. Đấy, chị nào chưa được các chị lên nốt là 140 màu ghi nhá. Đẹp kinh khủng luôn các chị. Này các chị em mình cho các bác mình nhìn sát cái màu ghi của nó. Ghi của nó cái tông ghi đá. Rất đẹp luôn, các chị nhìn con quần này. Quần này các bác mình bảo nó gọi là bán 185.000, có một chị nào phải ngần ngại gì đâu. Túi sau cũng kéo khóa luôn. Đấy mà size đại luôn chứ các chị em mình có phải là size thường đâu. Size thường mà xả cho các chị giá này cũng đã bèo rồi. Đấy, chị nào chưa được lên 140 màu ghi nhá. Quần lót lông chị cứ lên là Q99. Quần lót lông. Áo em mặc là mã A65 ạ. Áo em mặc là A65 kèm màu đây này, màu đỏ, màu nâu với cả màu trắng, ba màu. Đỏ, nâu, trắng, tay bồng 40 đến kể cả 2 cân. 60 cân thì mặc hơi rồi. Ôi 60 cân mặc quần này rộng đấy, vào của Ly Mi Nương bỏ đi em ơi. Một hộp nho cho bác Trần Thắm, 140 màu ghi cho chị Ngọc Tám. Không còn hai màu đâu chị Nguyễn Hiền thôi, em còn duy nhất màu ghi. Mai Bùi có Q99 luôn ạ. Ok chị Mai Bùi, cái này chỉ còn duy nhất màu ghi thôi, cứ 70 đến 85 cân lên là 140 kèm màu ghi nhá. Ui ôi đẹp lắm luôn. Sợ cái chất. Ok ghi chị Mai Bùi có luôn này. À quên. Q99 thì chỉ có một màu thôi chị xóa ơi. Xóa Q99 là quần lót lông thôi, bà này vào comment Q99 vào của Mai Bùi xóa chị Q99 em ơi. Quần này là 140 màu ghi. Q99 màu ghi móc đâu ra? Một hộp nho cho chị Lê Ngọc Quỳnh ạ. Ba đời nhà em không nhập được con quần này 99.000 em nói thật. Quần này em nhập vào 176, em bán 185, 189 cơ. Đây em xả nốt luôn 170. Size nhỏ lại hết rồi chị ơi. Hết size nhỏ chị gái ơi, không còn. Mỗi size to. Màu ghi cho chị Jenny Vũ Tuyền ạ. Em nói thật, đừng bảo kể cả con quần ấy ba đời nhà em không nhập được vào giá 99 đó. Chưa làm ra được. Nói thật, điều các chị em mất lọc luôn. Kể cả cái nhà sản xuất ra không có được giá này được, em nhập vào 176.000 cơ. Hàng đẹp đấy các chị. Rồi chị nào lấy các chị lên comment nhá, qua cho các chị luôn này. Lên cho các chị em mình một mã cho chị Tất Nam VIP về hàng chưa? Ôi dồi ôi, thế thì lại vẫn cứ cháy Tất Nam à. Thế thì cho chị một mã tất nữ đi. Chán ghê, cứ tất mà cũng cháy, không biết bán cái gì luôn. Đấy, tất có không? Cổ đấy. Đâu con xem nào. Tất cao cổ á? Không, tất chống thối chứ. Không phải tất cao cổ, đấy, cái này mà không. Tôi chịu các bà luôn. Đây, tất nam chống thối có hàng luôn. Các chị ơi, tất 4 trong 1 đây ạ. Tất Nam 401 lên luôn là Tất Nam 110 chốt nhanh luôn nhá. Vừa mới cập bến xong cho các chị. Ngày hôm qua bao nhiêu người hỏi em không có hàng luôn.
như vừa trở đến đấy. Vừa xong vừa có hàng, hàng vừa về nhà heo nó vừa trở đến mà. A65 màu nâu cho chị Nga Phương rồi. 140 màu ghi cho chị Thu Hiền Nguyễn nhá. Đấy còn chị nào chưa được các chị lên nhá. 110.000 10 đôi, đây là tất 4 trong 1. Vì sao gọi là 4 trong 1 thì em cho các chị nhìn một đầu. Vì sao gọi là 4 trong 1 thì em cho các bác nhìn này. Đây các chị nhìn thấy không? Cái này là gẩy nano bạc khử mùi siêu tốt. Lựa chọn chống thối khử mùi thấm hút. Mát xa lòng bàn chân và chống trơn chống trượt được luôn. Nó là dòng 4 trong 1 à? 35.000 một đôi. Em bán kỷ niệm ở đây là 110.000 10 đôi. Các chị lên giúp em là một tất nam 110. Đấy các chị lên rõ vào đấy cho em tất nam 110. Hàng này là 35.000 một đôi nha các chị. Em bán cho các chị là 110.000 10 đôi luôn. Bằng các chị em mình mua ở ngoài chỉ có 3 đôi thôi. Em đảm bảo luôn ạ. Đấy các chị lên vào đấy cho em là tất nam 110. Áo như chồng em mặc em chỉ còn duy nhất cái size từ 63 cân đến 70 cân. Mã là 133 kèm size 3XL. Tất nam cho chị Bùi Tuyết Mai ạ. Cho chị Hiền Hương Trương ạ. Lên vào đấy cho em tất nam nhá. Cho chị Dung Đỗ ạ. 110.000 một set 10 đôi ạ. Nó đẹp lắm luôn ý. Cho chị Mít Nguyễn ạ. Cho chị Trần Liên. Anh nào nhà các bác mình mà nhiều mồ hôi chân ạ. Đi giày đi giếc hay có mùi hôi ạ. Thì hãy mua cho em đôi tất này ạ. Chị Jenny Vũ Tuyền có luôn một set ạ. Cho chị Phương Ly ạ. Chị nào chưa được chốt nhanh nhá các chị nhá. Đấy các chị lên cho em là tất nam 110 hàng ấy. Đúng thật sự luôn, mong ngóng từng ngày ấy. Ok chị Trang Nguyễn có A65 làm gì có màu ghi. A65 em mặc đây nó là cái màu nâu. Cho chị Hoa Nguyễn tất nam ạ. Lên rõ vào đấy cho em luôn là tất nam 110 nhá các chị nhá. Bán khăn mặt đâu mà còn cứ xét khăn mặt. Lên comment để hỏi bao nhiêu lần khăn mặt đã không trả lời. Vào làm câu cho chị xét khăn mặt cứ giống như người ta đang lên khăn mặt ấy. Cái này lên comment vào đấy cho em luôn là tất nam 110. Ok bác Phạm Thị Minh Hòa chuyển khoản. Áo em mặc này em lên 3 màu đấy chị. Áo em mặc lên là A65 kèm màu. Màu nâu, màu đỏ với màu trắng. Nhớ là tay bồng nhá, 40 cân đến kể cả 60-62 cân. Vai còn hơi bồng ấy này. Đấy các chị em mình mặc tất nam 110 cho chị Hoàng Minh Hương. Chị nào lấy tất nam 110 các chị tranh thủ đi, không về được ngày là nó lại cháy à. Đấy mỗi một đôi là cho một túi riêng này. Mua về kể cả nếu như anh nào mà đi ít đến thì chồng các chị em mình đi độ 5 đôi, cho bố chồng 5 đôi hoặc chồng 5 đôi, con 5 đôi là được nhá. Đấy lên comment ở đấy cho em là tất nam 110 ạ. Cho chị Ngô Mến ạ. A65 lâu cho chị Trịnh Huệ ạ. Lâu cho chị Hà Huyền. A65 là áo em mặc các chị kèm màu nhá. Rồi còn tất nam 110 chị nào chưa được các chị lên comment này. 110.000 một set 10 đôi. A65 đỏ nâu cho chị Điệp Điệp. Ok bác Điệp Điệp ba bấm nha. Đẹp lắm. Nói chung là cái tất này các chị chả phải nghĩ ngợi luôn. Tất nữ này có hàng rồi đúng không? Tất nữ cho chị một mã tất nữ. Tất nam 110 cho chị Nguyễn Luân ạ. Ok bác Nguyễn Luân. Chị nào chưa được tất nam 110 các chị lên đã thấy cái này. A65 màu trắng cho Bảo Ngân. A65 trắng đỏ cho chị Mít Nguyễn. 140 chị kèm màu đi chị Bùi Tuyết Mai ơi. Q105 21 cân cộng với cả tất nam. Ok chị Hạnh Vũ. Ok bác Hạnh Vũ ạ. Đây cứ để tí nhạc sau để còn. Tất nữ bán tặng một mã luôn. Giờ còn chị nào chưa được tất nam nữa. Tất nam 110 chị Nguyễn Hoa. Hết tiền rồi xem vẫn phải chốt thôi. Thôi xét cho chốt nốt cái mã tất này về bác ạ. Chẳng sau các bác mình có vào lúc đấy mình có tiền mình mua chưa chắc là đã có hàng. Vì rất là nhiều chị tình trạng ra ngoài mua thì đắt. 140 màu ghi cho chị Bùi Tuyết Mai. Các chị về các chị cứ thử đi. Về các chị cầm đôi tất các chị ngắm đi. Sau đó các chị đi các shop ở quanh khu vực các chị. Các chị vào các chị mua xem có phải đôi này 35.000 một đôi không ạ. Đừng có so sánh với cái hàng nó lấm tấm bên dưới nó là hàng loại 2. Còn đây cái này của nó gãy nano bạc tròn xoe luôn. Nói nó vừa chống trơn chống trượt chống thối khử mùi siêu thấm hút luôn. Tất nam 110 chị Nguyễn Hòa đuôi 846. Nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn ba bấm. Nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Nào tất nữ em bán tặng một mã này cho các chị luôn này. Lên luôn vào đây cho em luôn là T7269 đi, 69.000 luôn này. Đây chị này thì nó có cái đôi mã này được cái giải pháp loại hay như thế này. Chị nào mà kiểu có con độ 12, 13 tuổi khó mua tất thì mua cái này về. Trai cũng đi được mà gái cũng đi được. Nhưng bản chất đây nó là tất của chị em mình. Nhưng cái màu nó rất là đẹp. Và nó không có lòe loẹt gì. Nên là kể cả các chị mua cho con các chị bon chen được.
69.000 em tặng luôn, không phải 73, 72 mà 69 luôn. Tất Nam cho chị Trịnh Giang ạ. Ok, bác Trịnh Giang có tất Nam. Cái này các chị lên cho em này. Để đây cho con luôn nữa. Lên giúp em luôn là mã T69 nhá. Em nói luôn này, cháy tất làm gì có mà bán đâu các chị. Ai sai tất Nam cho chị Huy Chiến ạ. Không, tất Nam cổ này cổ vừa phải thôi. Tất Nam cổ nó đến mắt cá chân đấy thôi các chị. Cái này các chị lên cho em là T69 nhá. 69.000 một set 10 đôi. Đẹp kinh khủng luôn các chị. Khác thôi dừng tất Nam. Hết cái gì. Rồi T69 cho em mà. Ok chị Trang Nguyễn ạ. Lên nhanh là T69 nhá các chị nhá. 69.000 một set 10 đôi tất này luôn. Eo nó quá đỉnh cho các chị luôn này. Cái này em bán toàn 88.000, 89.000 thôi. 89.000 một vỉ đấy. Đây cho các chị em mình T69. Ok chị Thanh Mạng đừng đỡ gì ơi, đứt tay đấy, cái này nó đứt tay. Comment vào đấy cho em là T69. Chị nào chưa được các chị em mình nhấn chia sẻ lên cho em nha. T69 cho chị Điệp Điệp ạ. Tất Nam thêm một set chị Bùi Tuyết Mai ạ. T69 chị Nguyễn Thắm ạ. Điệp Điệp có rồi. T69 cho chị Xuân Lê ạ. Lên nhanh giúp em là T69 nhá. Màu miếc cũng đẹp luôn. Chị nào chưa được các chị lên nhanh vào đấy cho em là T69. Hai set cho chị Mai Bùi ạ. Hai set chị Mai Bùi. Chị nào chưa được lên nhanh giúp em là T69 nhá. 69.000 đồng 10 đôi, tất Nam 110 cho chị Hà Lan luôn là hết. Rồi em hết luôn tất Nam 110. Đấy, T69 cho chị Mai Lan Đinh ạ. Hà Lan có luôn T69 ạ. Nói các chị cũng không tin, hết luôn tất Nam 110 rồi. Đấy, T69 còn vài set nữa chị nào chưa tốt. T69 cho chị Minh Anh Đỗ ạ. Tại vì nó cháy mà, hàng dán gót chứ có phải không đâu các chị. Hàng dán gót chọn hàng em bán toàn 88.000 thôi. Chị Bùi Tuyết Mai có T69 luôn ạ. Chị nào chưa được các chị lên T69 cho em nhé. 69.000 đồng một set 10 đôi. T69 cho chị Nguyễn Hòa. Dạ chị Hà Lan là ok rồi, chị Hà Lan thôi. Chị nào mình chưa được T69 các chị lên nhanh T69 nhé. 69.000 đồng, cần thoát ra vào lại em còn có mấy. Chị nào chưa được T69 các chị lên cho em T69 đi. 69.000 đồng một set 10 đôi cho các chị. Đấy, 69.000 10 đôi cho các chị nhé. Bác nào chưa được các bác mình chốt nhanh vào đấy cho em luôn này. Quần nam 140 còn mỗi ghi thôi chị ơi. Còn mỗi mấy cái màu ghi là hết hàng rồi. 70 cân đến 85 cân chốt nhanh luôn cho em là 140 kèm màu ghi. 140 các chị kèm màu ghi vào đấy cho em luôn này. Qua đỉnh cho các bác luôn, còn mấy cái chốt nốt luôn này. Minh Ánh Đỗ có T69 rồi chị ơi. T69 cho chị Hồng Nguyễn đấy. Chị nào chưa được T69 các chị lên nốt cho em luôn. Cho chị luôn. Ui. Còn mấy kéo một cái size 34 mang đây còn bán tặng gì thôi. Vì nó chỉ còn size 34 thôi nên đừng chị nào so sánh giá ấy. Còn bao nhiêu cái? 140 màu ghi cho chị Phương Ly. Đây, xả cũng 95.000 đây, còn bao nhiêu? Em còn 16 cái size 34 em cho luôn 62.000. Cái này các chị lên comment cho em là T62 nhé. 62.000 còn nguyên size 34 không cần kèm size, chỉ lên là T62 kèm số lượng. Bán tặng luôn 62.000 cho các chị luôn này. Còn nguyên size 34 nha, đẹp lắm luôn ấy. 34 của con này thì nó nhỉnh hơn áo lá. Cho chị thêm một set T69 nữa. Ok chị Trang Nguyễn. Cái này các chị lên nhanh vào đây cho em luôn nhá. Cái khách mà xả đơn rồi cái vào chấm lên đi. Báo luôn đừng có vào comment nữa, chẳng hôm nay em đang đến ngày đấy. Em nói cho là bảo ghê gớm, đang đau bụng. Lên comment vào đây cho em luôn. Ui đẹp lắm luôn, nhìn con áo rú này. Lên luôn cho em là T62 đúng không? T62 em nốt luôn 62.000 cho các chị luôn. Giá này là giá em bán tặng luôn rồi đấy các chị. Không phải là giá bán bình thường nữa đâu các bác. Chứ các chị bảo con này 95.000 có chị nào phải chê đâu. Chuẩn hàng của em, hàng kèm mác lụa nữa luôn này. Đẹp kinh khủng luôn nhá. Còn mỗi size 34 thôi, nên đừng có kèm size nào vào nữa luôn các chị. Lên vào đấy cho em là T62. T62 hai cái cho chị Trần Hà Thanh ạ. Còn có hơn chục đúng không? Hơn chục cái. Hai cái cho chị Cúc Vũ Thị Cúc, một cái cho Hưng Gia, một cái cho Khuyên Trần. Một cái Khuyên Trần có rồi chị ơi, còn mấy nữa? Em còn 10 cái cuối cùng nha các chị. Còn 10 chiếc cuối cùng, chị nào chưa được các chị lên nốt nha. Đau quá. Đau mỏi toàn thân luôn bạn. Một cái cho chị Hương Luật. Một cái cho chị Chán Bướng. Không chọn màu đâu bác, 95.000 em còn chả có chọn màu nữa kìa.
Nói gì giờ cho có 62.000. Chị nào chưa chốt được các chị lên luôn. Còn 8 cái ăn ạ. 3 8 2 cái em cho chị Thủy còi ạ. Chị nhận được ủ tóc rồi nhé. Ok bác Hoa Nắng. Hôm nay có gội đầu không bác? Gội xong ủ luôn đi, xong cho tối cho em xin cái feedback. Tối cho em xin cái feedback. Trên kia thấy nhân viên báo còn có 17 hũ ủ tóc hay sao ấy. Tối em lên Ba Vì nha các chị, tối like mỹ phẩm. Chị nào chưa được các chị lên cho em T62 đi, còn mấy nhà em nhỉ? Em còn 6 cái cuối cùng, các chị lên nốt nhá. Lên nốt T62, hàng này quá đẹp luôn. Không không, hút đi xịn bé, không còn màu nào đâu, còn một cái màu vàng vừa nãy em lên. T62. Đau người. Các chị vào mỗi chị cho em xin lượt chia sẻ lên nào. Mỗi bác vào cho em xin một lượt chia sẻ, một lượt chấm lên, em làm một mã tặng. Làm một mã tặng. Chị là Vi Phương Bắc Giang nhé, máy chị đang hỏng. Phải lấy máy con, dạ vâng bác. Các chị đấy có đơn chưa? Cộng vào đi. Áo ngực size 34 bác ơi. Rồi, chị nào lấy các chị lên comment nhá, em qua mã nào. Các chị em mình thích lên cái gì nó làm chấm chấm lên em lên. Dạ vâng, chị Anh Vũ chuyển khoản. Cho chị một mã. Nhấc luôn cho mẹ cái cục áo zip bên mẹ bán tặng luôn. Đấy, màu đen. Không không không, đừng có vào hỏi em rột được dồn đơn nào với đơn nào. Xem là cái này còn mấy cái tặng luôn cho các chị em mình luôn này. Cái này nhá, các chị vào các chị lên đi 40 cân đến 65 cân, đừng so sánh giá nhá. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn là đen 66. Đừng so sánh giá vì đây là giá em bán tặng nốt luôn. Lên cho em là đen 66. 66.000 đồng cho các chị luôn ạ. Các chị lên nhanh giúp em là đen 66 cho em luôn nhá. 40 cân đến kể cả 65 cân này. 89.000 cho nốt luôn, 66.000. Áo nó là áo zip tay dài cho các chị luôn này. Nhẹ nhàng dễ mặc. Đừng so sánh giá nhá. Còn có mỗi cục này là hết thôi, em bán nốt luôn. Lên vào đây cho em là đen 66. 40 cân đến các chị 65 cân đang mặc ok hết luôn. Chốt nhanh vào đây cho em. Trời ơi dễ mặc lắm luôn. Đợi em chút xíu em mặc luôn nha các chị. Chờ em chút để em mặc mẫu luôn. 40 đến 65 cân nhá. Các chị lên cho em là đen 66. Đen 66 cho chị Linh Đại ạ. Cho chị Nguyễn Ngọc Hoa luôn ạ. Các chị lên giúp em là đen 66. Cho chị Thủy Nguyễn. 66.000 đồng bán nốt. Tại vì zip này giá vào nó cao lắm các chị. 40 đến 65 cân các bác đang mặc thoải mái. Cho chị Thúy Lưu có luôn ạ. Đen 66, không phải zip loại 2 đâu. Bán nốt cho các chị em mình thôi. Bác nào chưa được cái gì kia? Cái lên đồ bé nữa không? Chưa biết được em ơi. Ôi, nó rơi tặng. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là đen 66. Cho con áo VIP kia, con mặc cái quần lông như được đẹp rồi. Con áo kẻ nâu đấy. Làm tí đó. Cái này các chị lên luôn nhé, 40 đến 65 cân này. Các xem còn giữ nhiệt đang mặc áo giữ nhiệt à hay không. Đen 66 em cho chị Thị Xuân Tuyên Đinh một cái. Ok bác Thị Xuân Tuyên Đinh. Cái này các chị lên cho em luôn này. Chốt nhanh cho em luôn nhá. Cái này các chị lên cho em luôn là mã VIP. Kỷ niệm luôn cho đi. 130.000 đi. Các chị lên luôn cho em là lên là nâu 130. Cái nào không vào được mét đâu. Lên cho em là kẻ nâu 130 nhá các chị nhá.
40 cân đến 65 cân cho em này. Con này các chị mặc với lót lông đẹp lắm. Khách nhà em mặc qua lời đơn đẹp kinh khủng luôn. Hàng thì hàng hot cho các chị nữa luôn. Cái này lên cho em là kẻ nâu 130 ạ. Quá đỉnh cho các chị luôn nha. Len sợi to cho các chị em mình luôn. Lên vào đấy cho em là kẻ nâu 130 ạ. 130.000 một chiếc, đọc còn đang ngượng mồm đây này. 150 mà đọc 130 cho các chị em mình. Lên rõ giúp em là kẻ nâu 130 nha các chị nhá. Các chị em mình vào, các chị lên comment. Chấm tương tác lên. Lên rõ giúp em là kẻ nâu 130 vào đấy cho em luôn. 130.000 cho các chị. 40 đến 65 cân đang hot hit luôn đấy. Kẻ nâu 130 em cho chị Nguyễn Thắm một cái. Cho chị Lan Điệp một cái. Ok, chị Nguyễn Luân chuyển khoản. Chị nào chưa được lên là kẻ nâu 130 nhá. Nó không còn nhiều đâu, còn ít em lên nốt thôi mà. Vì hàng này các chị em mình biết hàng hot luôn. Đâu có phải hàng này đâu. Caridan còn ít chỗ góc này nhấc ra này. À, kéo cái này ra luôn. Em lên nốt một Caridan cho các chị em mình luôn nha. Kẻ nâu 130 cho Đinh Thế. Phải mặc luôn hàng hot nha Đinh Thế. Các chị phải cập nhật xu hướng luôn. Kẻ nâu 130 cho chị Đặng Loan. Chị nào chưa được lên cho em là kẻ nâu 130 ạ. 130.000. Các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Chị nào chưa được lên nốt kẻ nâu 130 nhá. Tịp nam em còn chưa có động đến luôn. Lát nữa em làm ca nữa đó các chị. Đang hơi mệt mệt này. Em nghỉ tầm khoảng độ kẻ nâu 130 cho chị Thị Xuân Tuyên Đinh. Em nghỉ tầm khoảng 3 phút thôi, 5 phút đi, 5 phút. Em nghỉ tầm khoảng 5 phút nhá các chị nhá. Nhưng mà em không in bill ra đâu, em cho các chị dồn vào đây nhá. Em cho các chị dồn vào like này. Tắt cho con tí gì ơi, đau quá. Thở cái đã.